xin chào tất cả quý vị hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả khúc cá bống kể về nhân vật hiên là một nữ sinh xinh đẹp ngoan ngoãn là niềm tự hào của bố mẹ nhưng cuộc đời cô lại đầy rẫy những bất công và đáng thương mời quý vị đến với tập truyện có tựa đề gã thầy háo sắc ngay sau đây trong một góc khuất tại một trường trung học phổ thông thành phố H, một nữ sinh đáng thương đang quỳ đạp trên mặt đất. Xung quanh cô là ba nữ sinh đang khoanh tay đứng chắn, quay chặt cô gái lại bên trong. Trên khuôn mặt xinh đẹp của những nữ sinh này đang mang đầy vẻ kiêu căng, cay nghiệt. Cầm đầu nhóm này là Trinh, một con nhà đại gia chính hiệu. Khuôn mặt xinh xắn lại tiểu thư con nhà giàu. Trinh là một trong những nữ sinh được săn đón nhất ở đây, Đứng hai bên cô là Trâm và Trang, cũng là hai hot girl khá có tiếng trong trường. Bộ ba cô gái này vô cùng nổi tiếng, theo đó chúng cũng vô cùng canh kiệu hống hách không coi ai ra gì. Những học sinh trong trường vô cùng sợ bọn chúng, chỉ cần vô ý khiến chúng khó chịu, dù chỉ một chút, thì quãng thời gian sau đó sẽ bị chúng hành hạ đủ đường. Thường thì những nạn nhân của bộ ba này chỉ có thể cam chịu được vài tháng liền phải chuyển trường một số người thậm chí còn bị ảnh hưởng đến tâm lý thế nhưng họ chỉ có thể im lặng dù có báo lên ban giám hiệu thì cũng chẳng có kết quả gì thậm chí còn bị bọn chúng trả thù ác liệt hơn trong mắt học sinh trường này trinh trâm và trang là những bông hồng có gai những ác quỷ mang khuôn mặt của thiên sứ mục tiêu bắt nạt của bộ ba lúc này là hiên một học sinh mới chuyển đến trường vào hai tháng trước hiên như một làn gió mới thổi vào trong tâm trí của những nam sinh trường này cô mang một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng đến mê người nhưng cũng chính vì cô quá đẹp quá nổi bật mà hiên liền bị trinh chú ý tới trinh không cho phép bất cứ ai có quyền nổi bật hơn mình hùa theo trinh còn có trâm và trang cứ vậy một nữ sinh chân ướt chân giáo vào trường vốn chẳng có tội tình gì lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, là trò tiêu khiển cho Trinh và bẻ lũ của nó. Mỗi ngày đến trường đối với Hiên đều như địa ngục. Vì sợ nhóm của Trinh, những bạn cùng lớp mặc dù thương cô nhưng cũng không dám giúp đỡ. Rất nhiều lần cô muốn xin bố mẹ chuyển trường, nhưng nhìn sự kỳ vọng trong mắt bố mẹ, Hiên lại không dám nói ra. Đây là trường điểm của thành phố, phải khó khăn lắm bố mẹ Hiên mới có thể xin cho cô vào được. Đâu thể nói chuyện là chuyện được. Gia đình Hiên chỉ thuộc tầm trung, mẹ đi xuất khẩu lao động, bố làm cai công trình. Mẹ Hiên ở nước ngoài, bố này đi làm xa chuyển miên. Từ bé đến giờ, cô hầu như đều lủi thủi một mình trong căn nhà vắng. Nhưng cũng không thể trách được bố mẹ, họ nỗ lực như vậy cũng đều là vì con gái. Từ khi còn bé Hiên đã là niềm tự hào của bố mẹ Hai người luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho cô Để có thể giúp Hiên chuyển về trường này Bố mẹ cô đã phải mất rất nhiều công sức Chỉ là không ngờ Lúc này Hiên đang ôm đầu run rẩy Trên má vẫn còn in hẳn vết năm ngón tay rát bỏng Thấy Hiên như vậy Trinh giơ chân đá một cái thật mạnh lên đầu cô Cô đá quá mạnh khiến đầu Hiên ong lên Mắt cô tối sầm lại đổ vật sang một bên. Thấy Hiền ngã ra, Trinh cùng đồng bọn không một chút sợ hãi, thậm chí là cười ầm lên đầy bỡn cợt. Kể chính, mày đã không may làm sức mặt nó thì sao? Mai nó làm sao mà đi ve vãn mấy thằng con trai được? Vừa cười, Trâm vừa nói bằng giọng trêu chọc, đôi mắt nó nhìn xoáy vào hiên đầy cay nghiệt. Hừ một tiếng, chàng tiến đến giờ chân đạp lên đầu hiên, di mạnh trong giọng nói mang rõ vẻ khiêu khích hướng về phía Trinh. Từ hồi có nó xuất hiện, đám con trai bớt nồng nhiệt săn đón cái Trinh hắn. Quả nhiên câu nói khích đó đã khiến Trinh nổi điên lên, nghiến răng tức giận, Trình đít lên đầy khó chịu. Nó nghèo nàn quê mùa, mày dám so sánh nó với tao? Chẳng qua nó như của lạ rẻ tiền để đám con trai đổi gió. Tao vốn chẳng thèm coi vào mắt, Mặc dù nói như vậy nhưng trong đôi mắt của Trinh lúc này hiện rõ lên vẻ ganh ghét. Ở Hiên mang vẻ đẹp thuần khiết mong manh, tạo cho người đối diện cảm giác muốn được che chở cho cô. Nét đẹp này ở Trinh không có, thậm chí khi đứng cạnh nhau, Trinh lập tức trở lên lu mở đi. Mọi ánh mắt sẽ mặc định đổ dồn về phía Hiên. Đến Trinh còn như vậy thì khỏi cần nói đến Trang và Trâm. Từ khi Hiên xuất hiện, họ như bị lãng quên luôn những lời bàn tán chỉ xoay quanh hiên và trinh trong trường bây giờ đi đâu cũng thấy mọi người đem hai người lên bàn cân so sánh phần lớn mọi người đều công nhận hiên đẹp hơn trinh dù chỉ là bàn tán sau lưng nhưng cũng đã đến tai trinh không ít vốn đã quen đi đâu cũng được chú ý được trầm trồ trinh không thể chấp nhận được chuyện này xảy ra ngồi xuống giật mạnh tóc hiên trinh bắt cô phải ngước mắt lên nhìn mình Khuôn mặt hiên một bên má đã bị sưng phù lên, đôi mắt ướt nước mắt vì đau đớn lại càng khiến cô thêm động lòng. Nhìn hiên như vậy, Trình lại càng thêm điên tiết. Cô ta tát thật mạnh lên bên mặt còn lại của Hiên, giọng đầy cay nghiệt. "Mày là lướt giả nai cho ai xem? Mày đừng tưởng tao không biết mày thích cây sự chú ý với đám con trai." <laughs> "Thế nhưng mày xem, có đứa nào dám đứng ra bênh vực mày không?" Chỉ có tao mới xứng đáng là số một ở cái trường này. Mày đừng mong có thể vượt qua được tao. Càng nói Trinh càng trở nên kích động. Lời nói cùng dần trở nên mất kiểm soát. Ngầm thừa nhận mình sợ bị Hiên chiếm mất vị trí hoa khôi. Đứng đằng sau Trâm và Trang nhách môi cười đầy âm hiểm. Nhà Trinh vừa giàu lại vừa có thế lực. Cho dù có đập cho Hiên một trận, đánh cho Hiên lết không nổi đến trường, thì cũng đã có bố mẹ Trinh đứng sau bao che cho con gái. Bỗng đôi mắt Trinh lóe lên, một suy nghĩ ác độc chợt nảy lên trong đầu cô ta. Chẳng phải Hiên được yêu thích vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết hay sao? Vậy Trinh thể sẽ phải hủy hoại được nó, để Hiên trở thành đứa dơ bẩn, đáng xấu hổ nhất ở đây. Nghĩ là làm, Trinh đứng dậy ra hiệu cho Trâm và Trang. Ê, tao vừa nghĩ ra một trò này hay lắm, Chẳng phải nó muốn rủ dỗ đám con trai sao? Lột trần nó ra đăng ảnh lên cho tất cả đám con trai thấy đi. Vừa nói, Trinh vừa hất hàm ra hiệu cho Trang và Trâm kéo Hiên vào trong nhà vệ sinh. Thật không ngờ khi vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà Trinh đã thâm độc đến như vậy. Nghe Trinh ra lệnh, hai người còn lại lập tức họ reo đầy phấn khích. Lúc này đã là hơn 6 rưỡi chiều, học sinh tan học đã về hết cả rồi. Mặc cho Hiên van xin gào thét thế nào cũng không một ai để ý tới. Lôi sảnh sạch Hiên vào nhà vệ sinh, tay chân cô bị kéo lê trên mặt đất đến tứa máu. Hiên đau đớn, phẫn nộ, bất lực, đủ mọi cung bậc cảm xúc trào dâng khiến cô trào nước mắt. Đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, ba kẻ bắt nạt nhìn chằm chằm vào Hiên đầy ác ý. Rút ra chiếc điện thoại đời mới nhất, trình chế thẳng camera, zoom sát về phía Hiên, Trâm và Trang lập tức hiểu ý, xông đến giật mạnh, muốn xé toạc quần áo của Hiên ra. Đừng, đừng mà, tôi xin các cậu, các cậu tha cho tôi đi. Nghe tiếng Hiên vừa khóc vừa van xin, ba kẻ bắt nạt cười ẩm lên như nghe chuyện cười. cười. Chẳng phải mày thích gây sự chú ý sao? Mày yên tâm đi, tao sẽ quay cho mày thật đẹp. Nhếch môi cười, Trình nói bằng giọng hả hê mặc cho hiên cuộn tròn người lại cố ngăn bọn họ quần áo vẫn bị châm và trang xé rách toạc từng chỗ một trong phòng vệ sinh lúc này vang lên tiếng khóc nức nở hòa cùng với những chàng cười khanh khách đầy vui sướng sau khi đoạn clip này đăng lên để xem hiên còn dám vác mặt đến trường nữa hay không từng mảng da thịt trắng ngần lộ ra từ những nơi quần áo bị xé rách trinh vô cùng hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt những kẻ muốn đối đầu với cô ta đều phải nhận kết cục thê thảm như vậy. Khi đang muốn bấm dừng quay, thì bất ngờ hiên vùng ra, cơ thể hướng về phía trên trộm tới và mạnh vào cô ta. Vì quá bất ngờ không kịp phản ứng lại, trình mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu. Chiếc điện thoại cũng đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Trang và Trâm thấy cảnh tượng như vậy thì đứng đờ ra. Hiên nhân cơ hội liền tông thẳng cửa chạy thoát ra ngoài bị ngã mạnh xuống sàn trinh hét lên đầy kinh hãi nhìn trang và trâm vẫn đứng đơ ra nó gào lên đầy tức giận ấy bà chết đi được chúng mày đuổi theo nó cho tao điện thoại của tao khốn kiếp vồ mải lấy chiếc điện thoại màn hình lúc này đã vỡ nát hết cả trinh tức điên lên nó nghĩ hiền chán sống nên mới dám bật lại nó như vậy nghe tiếng trinh cầm lên trang và trâm mới phản ứng lại vội chạy nhanh ra ngoài đuổi theo hiên Trinh chật vật đứng lên, quần áo đầu tóc dính bê bết cái thứ nước bẩn trên sàn nhà vệ sinh. Ghê tẩm chùi mái tóc ướt bốc mùi, Trinh thể hôm nay phải khiến Hiên sống không bằng chết. Thật không hiểu nổi, rốt cuộc Trinh đã được bố mẹ bao che đến thế nào để có thể hình thành nên một tính cách méo mó, độc ác đến như vậy. Hiền lúc này đang cắn răng chạy thật nhanh lên cầu thang, trên tay cô máu vẫn đang dỉ ra đau nhói, Cô không thể chịu đựng được thêm nữa Cô nhất định phải trốn thoát ra khỏi đây Chỉ cần trốn thoát Cô nhất định sẽ nói chuyện này cho bố mẹ biết Vốn trước đó cô chỉ bị đánh đập Chửi bới và tẩy chay Hiên thật không ngờ Ba kẻ đó lại có thể độc ác đến mức như thế này Cô biết bố mẹ kỳ vọng về cô rất nhiều Nhưng cô không thể cố gắng chịu đựng thêm được nữa Những chuyện đáng sợ mà ba kẻ đó đang làm Hiền biết nếu cô còn im lặng thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Đau đớn khiến Hiền không cách nào chạy nhanh được. Cô tập tĩnh cố bước thật nhanh lên bậc thang. Đôi mắt ướt chớp nhìn về phía trước. Trong đầu đang nghĩ, rốt cuộc phải trốn ở đâu mới có thể an toàn. Bỗng phía cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân chạy lên. Tiếng trang và châm vang lên lành lành. Nó ở bên trên, đuổi theo nó. Lôi nó xuống lột chuồng nó ra, Tiếng chạy trên cầu thang trở nên rồn rập, từng tiếng bước chân như một hòn đá đè nặng lên trái tim của Hiên. Cô cắn răng cố tăng tốc chạy thật nhanh, nhưng Hiên đã bị thương. Tốc độ tất nhiên không thể bằng châm và trang được. Lúc này Hiên đã chạy đến tầng 3, vội rẽ sang phải. Cô định sẽ vào đại một lớp học nào đó để trốn hai kẻ kia. Trâm và Trang đã đuổi sát đến nơi. Nếu bị bọn chúng bắt được thì Hiên chắc chắn sẽ không sống nổi với hai đứa nó bỗng như có một phép màu hiện ra ngay trước mắt Hiên, căn phòng ngay đầu cầu thang, vậy mà đang mở hé hé. Phòng 304 Hiên có chút giật mình, rõ ràng trong trường của Hiên không có phòng nào là 304. Về bên dãy hành lang bên trái có 3 phòng, lần lượt là 301, 302, 303. Tiếp đến là một căn phòng kho không có biển ở ngay đầu cầu thang bên dãy phải sẽ nối tiếp từ 305 đến 307. Rất nhiều học sinh từng thì thầm với nhau, thắc mắc tại sao trường học lại bỏ đi con số 4 tại tầng 3 này. Cũng có nhiều lời đồn việc này liên quan đến phòng 304 vào nhiều năm về trước. Khi còn đang ngơ ngẩn nhìn lên tấm biển, từ phía dưới tiếng của châm vang lên khiến cho hiên giật nảy mình. Nó ở ngay bên trên thôi, tóm lấy nó để con Trinh xử lý. <laughs> Nghĩ đến thôi là tao đã thấy vui rồi. Vừa nói châm vừa cười phá lên. Chàng chạy sát phía sau cũng cười rộ lên sung sướng. Hai đứa chúng nó cũng ghét cay ghét đắng Hiên. Nếu có thể mượn tay trinh hại đời của Hiên thì còn gì vui hơn được nữa. Nắm chặt tay, Hiên đánh liều chạy sập vào bên trong căn phòng. Bỏ ngọ này. So với căn phòng 304 đột ngột xuất hiện thì bị ba kẻ kia bắt được còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Vừa bước qua cánh cửa lớp, Hiền bỗng rùng mình ớn lạnh. Bây giờ đang là mùa hè giữa tháng 6 lại cộng thêm phải chạy trốn, khiến toàn thân Hiền ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà sau khi bước qua cánh cửa này, căn phòng như được bật máy lạnh, nhiệt độ thấp, cộng thêm cả người đầm điểm mồ hôi, càng làm cho Hiền cảm thấy lạnh hơn. Toàn thân Hiền run lên từng chập, cái lạnh như xuyên thấu ra thịt lách vào tận sâu trong cơ thể cô. Đào mắt nhìn lên trên, chẳng lẽ học sinh lớp này ra về mà quên tắt máy lạnh hay sao? Vừa nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt hiền chợt co rút, nét mặt đầy hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Căn phòng này không giống như một phòng học bình thường. Bàn ghế trong lớp học được làm bằng gỗ xoan, dài cỡ mét rưỡi. Chỉ có 10 bàn như vậy chia làm hai dãy dài trong khi bàn học bây giờ của trường là bàn đơn, được làm bằng gỗ ép màu trắng. Phía trên trần nhà, bốn chiếc quạt trần cổ lỗ sĩ đang quay rà rà, phát ra từng tiếng kéo kẹt đến ghê người. Trên tường chỉ có duy nhất một chiếc đèn cũ đang chiếu ra ánh sáng vàng le lép. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám đến nghẹn thở. Trên bục giảng, chiếc bảng bằng gỗ ép loang lộ phấn trắng, trông nó như kiểu có từ mấy chục năm trước, phía cuối lớp hình như có ai đó đang ngồi căng mắt nhìn về phía góc căn phòng hiền thấy một cô gái đang ngồi gục mặt trên bàn hiền tông cửa đi vào tiếng động lớn như vậy mà cô gái cũng không thèm ngẩng lên nhìn dù chỉ một chút hiền có một cảm giác sự lạnh lẽo của căn phòng này bắt nguồn từ người nữ sinh kia mà ra run đẩy hiền nhất thời không biết phải làm sao bỏ ra ngoài thì không dám mà ở lại đây thì có chút sợ hãi khi còn đang trong trạng thái rằng co đi hay ở thì bóng bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Tiếp đó là tiếng trang và châm chuyển tới. Tao thấy thấp thoáng bóng nó quẹo ở tầng này nè. Chắc chắn nó chỉ trốn đâu đây thôi. Từ phía sau Trinh cũng đã đuổi kịp. Tiếng nó thè thé gào lên ra lệnh cho hai đứa kia. Lục tung chỗ này lên tìm bằng được nó cho tao. Còn khốn đấy. Bắt được nó tao phải nhấn đầu nó vào bồn cầu cho nó ăn đủ nghe tiếng bọn chúng sát ngay ngoài cửa hiền sợ hãi ngồi sụp xuống che miệng đầy kinh hãi cô sợ hãi nghĩ đến bọn chúng đẩy cửa xông vào sau đó lại tiếp tục nắm lấy tóc cô mà lôi xuống nhà vệ sinh tiếp tục hành hạ trình vẫn đứng ngay trước cửa chỉ đạo hai đứa kia đi tìm tiếng chúng nói ý ới gọi nhau khiến hiền vô cùng căng thẳng cô sợ giây phút tiếp theo mình liền sẽ bị ba kẻ kia bắt được từng giây từng phút trôi qua tiếng bọn chúng đi qua đi lại bên ngoài, hết lượt này đến lượt khác. Hiền thậm chí còn không dám thở mạnh, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa, chờ đón điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy bọn chúng mở cửa, Hiền có thể nghe rõ tiếng của Trinh đang gào lên mất kiên nhẫn, tiếng châm đang thắc mắc, không biết Hiền trốn đâu mà kỹ đến vậy. Quái thật, cửa phòng nào cũng khóa ngoài cả. Chẳng lẽ nó nhảy xuống lầu tự tử rồi Trầm vừa thắc mắc vừa ngó xuống sân trường Như đang tự kiểm chứng lời của mình nói Chẳng nghe Trầm đùa thì lượm nó bực dọc Hay là mình nhìn nhầm tầng nó lên Thử đi lên tầng 4 coi thế nào Nhưng rõ ràng hai đứa chúng nó nhìn thấy bóng hiên quẹo ở tầng này Chẳng lẽ cả hai đứa chúng nó đều hoa mắt hay sao Theo tiếng chửi thề của Trinh là tiếng bước chân của ba đứa chúng nó chạy lên bậc thang, tiến đến tầng 4. Hiên không thể tin được, vậy mà mình lại không bị tìm thấy. Rõ ràng căn phòng ngay đầu cầu thang này không hề khóa ngoài. Tại sao bọn chúng lại không nhìn thấy? Sau khi xác định đám của Trinh đã rời đi, Hiền lúc này mới dám thả lỏng tượng người vào tường. Tay chè miệng cố không phát ra tiếng khóc nghẹn. Rốt cuộc cô có tội tình gì mà lại phải chịu dày vò như thế? cô vốn chẳng động chạm gì đến bọn chúng vậy mà bọn chúng vẫn muốn hủy hoại đầy đoạn cô chỉ vì ganh ghét đố kỵ ngồi co ro hiền cố lắng tay nghe động tính bên ngoài sau khi đã chắc chắn ba kẻ bắt nạt đã đi xa rồi hiền mới lau nước mắt bỏ dậy toàn thân cô đau nhức những chỗ bị ma sát trên nền bê tông vẫn đang dỉ máu xót vô cùng ngoái đầu lại nhìn về phía cuối lớp bỗng hiền giật nảy mình Cô gái kia lúc này đã ngẩng đầu lên Đôi mắt lập lòe phát sáng như mắt mèo Đang nhìn chằm chằm vào hiên Dưới ánh đèn vàng khuôn mặt cô gái trông hốc hác vàng vọt vô cùng Mái tóc được thắt bím hai bên lúc này đã rối bù xù Lòa xòa, che mất một nửa khuôn mặt cô ta Thấy Hiên nhìn mình, cô gái kia chợt nhếch môi cười nhẹ Nuốt nước bọt, Hiên lắp bắp mở lời Chào, chào, chào bạn, mình mình trốn nhờ đây một chút thôi, rồi mình đi ngay." Đó là đang cười mà sau hiên lại cảm thấy sự lạnh lẽo âm u toát ra từ nụ cười đó. Linh cảm mách bảo hiên phải lập tức rời khỏi đây. Từ trên người nữ sinh này toát ra một sự nguy hiểm khó nói. Đáp lại câu hỏi của hiên chỉ là một sự lạnh lùng đáng sợ. Nụ cười quái dị đang treo trên môi cô gái lại càng rộng thêm. Khóe miệng khéo gần đến tận mang tay Trước ánh mắt kinh hoàng của Hiên Nữ sinh đó từ từ đứng dậy tiến về phía cô dáng đi của cô ta vô cùng kỳ lạ Nó vặn vẹo cứng ngắc như một con búp bê lỗi Trong những bộ phim kinh dị vậy Bóng ánh đèn vàng trên trần nhà bắt đầu chớp tắt Bóng nữ sinh kia cũng trở nên quái dị hơn Tốc độ trong chớp mắt đã tiến đến giữa nhà Phụt một tiếng ánh đèn mở lại tắt Bỗng hiền rùng mình cảm thấy một làn hơi lạnh phả thẳng lên mặt cô Như có ai đang ghé sát miệng thổi lên mặt vậy Khi hiền còn đang hoảng loạn không biết làm gì Thì ánh đèn lại vụt sáng Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng Theo phản xạ hét ẩm lên Thế nhưng căn phòng này như đã bị biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài Đám trinh ở ngay tầng bên trên lại không hề nghe thấy Áp sát vào mặt cô là một khuôn mặt trắng ẩn nhợt nhạt Đôi mắt trắng dã cùng đôi con người màu đỏ như máu Đang nhìn chằm chằm vào cô Khóe miệng của nữ sinh kia lúc này đã nhếch lên thành một đường cong quái dị Một chiếc lưỡi dài tím đen đột ngột lè ra Liếm quanh đôi môi nhợt nhạt Tư thế như một sợi dây nữa Xông tới cắn chết Hiền Hiền lúc này đã sợ đến cùng cực Mà kệ bên ngoài có nhóm của Trinh đang truy tìm Hiền hoảng loạn vỗ lấy tay nắm cửa điên cuồng vặn muốn chạy thoát ra ngoài, thế nhưng mặc cho cô có vặn cách nào cũng không thể mở được. Cánh cửa lúc này như đã bị khóa chặt lại từ bên ngoài. Một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ nữ sinh phía sau. Cô sợ tôi hơn những kẻ ngoài kia sao? Bóng bà Ba hiên chuyển tới cảm giác đau nhói. Một bàn tay tái nhợt với năm móng tay đen dài, nhọn hoắt, đang bấu lấy vai cô. Hiền có thể cảm thấy đầu móng nhọn xuyên qua lớp vải áo cắm vào trong da thịt. Một giọng nói đầy ngọt ngào, dụ hoặc ghé sát đến vành tay Hiền. Có muốn trả thù, có muốn giết chết hết bọn chúng không? Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giúp cô giải quyết hết tất cả. Hiền xứng người, lúc này cô cũng có thể đoán nữ sinh phía sau chắc chắn là ma quỷ chứ không phải người. Chữ giết phát ra từ miệng nữ quỷ nghe vô cùng nhẹ nhàng Thậm chí cô còn cảm thấy nữ quỷ Khi nói ra từ đó liền trở nên phấn khích Hiền đun rẩy Bây giờ là xã hội hiện đại Giết người phải đền tội Điều đó tất nhiên cô biết rõ Hơn nữa mặc dù căm phẫn Nhưng Hiền chưa bao giờ có ý định muốn ba người Trinh phải chết Cô chỉ hy vọng có thể bình yên thoát khỏi bọn họ là đã đủ rồi như cảm nhận được suy nghĩ của hiên nữ quỷ lại cất tiếng nhẹ nhàng từng câu từng chữ như xuyên thấu vào trong trí não cô khiến cô như mê man cô tưởng bọn chúng sẽ tha cho cô sao từ khi cô đẩy ngã con nhỏ đó cô đã không còn hy vọng đó kể cả cô có nghỉ học thì đám đó vẫn sẽ tìm đến cô sẽ làm nhục cô <laughs> sẽ khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy xem cô như một con điếm rẻ tiền tiếp đó bố mẹ cô sẽ vô cùng đau khổ sẽ tìm đến đám đó để lấy lại công bằng cho cô rồi cuối cùng cũng sẽ bị đám người đó hãm hại uất ức cả một đời cô không muốn hại bọn chúng thì liệu bọn chúng sẽ tha cho cô sao theo từng lời nói của nữ quỷ từng hình ảnh bi thảm như một thước phim liên tục chiếu qua trong đầu cô hình ảnh cuối cùng là mẹ cô đang đau khổ khóc ngất bố cô thì bị nhà trinh hãm hại mà phải ngồi tù còn cô thì thân tàn ma dài phát điên Ngồi co đo trong góc nhà đầy sợ hãi Đúng vậy Cô đâu có tội tình gì mà phải chịu những điều đáng sợ như thế Là bọn chúng tự tìm đến cô gây sự Là bọn chúng đáng chết Đáng bị chịu những cảnh đó chứ không phải cô và gia đình Như đọc được từng suy nghĩ của Hiên Nữ quỷ lại một lần nữa rủ rỗ Chỉ cần giúp tôi ra khỏi đây Cho tôi mượn thân xác tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể động chạm đến cô và bố mẹ cô muốn giết bất cứ kẻ nào tôi cũng có thể làm được thế nào từng câu từng chữ rót vào tay hiên như mật ngọt đầu óc cô như bị nữ quỷ thao túng khuôn mặt hiên dần nhăn lại đầy toan tính trong đầu liên tục lặp đi lặp lại một từ giết những uất ức hiên phải chịu đựng bấy lâu như cơn sóng cuộn trào trong lòng cô đẩy sự phẫn nộ của hiên lên đến đỉnh điểm từng ký ức bị bắt nạt ùa vào trong tâm trí cô mặc cho cô bị bọn chúng chửi bới đem ra hành hạ cỡ nào thì tại nơi này từ học sinh đến giáo viên đều như tỏ ra không nhìn thấy chỉ có một vài nam sinh dám đứng ra bênh vực cho hiên nhưng đến tối lại nhắn tin cho cô kể công muốn cô đi chơi với họ một hôm chẳng một ai dám vì hiên mà đối đầu với đám của trinh chẳng một ai dám bất bình thay cho cô cả trong đầu hiên vang từng chàng cười của nữ quỷ kia cô lại mơ hồ thấy một hình ảnh vô cùng xa lạ cô như tự mình trở thành nữ sinh đó lúc này đang bị bao vây bởi một đám nam nữ xa lạ trang phục họ mặc vô cùng lối thời nhưng dường như đây lại là mốt thời bấy giờ khung cảnh trong lớp giống hệt với căn phòng học trước đó dường như cô bị đưa về căn phòng này mấy chục năm về trước. Khi Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bóng bốp một tiếng, một nữ sinh tóc xù phồng, mặt chát phấn trắng mốc như vôi tường, chợt giơ tay tát mạnh vào mặt cô. Thứ nhà nghèo như mày là cái thá gì mà muốn nổi bật hơn tao? Tụi bây lột đồ nó ra, lôi xuống sân trường cho tao. Lập tức cả một đám nam nữ kia liền sấn đến, lôi tuột Hiền kéo lê ra ngoài. Cái cảm giác ra mài trên nền đất đó Cô lại cảm nhận thêm một lần nữa Hiền đau đớn, cay đắng, tội nhục Bao nhiêu cảm xúc của nữ sinh bị bắt nạt này Cô đều cảm nhận được hết Cứ như vậy Trước ánh mắt của vô số người Hiền bị lột trần trụi Bóng khung cảnh lại thay đổi Hiền lúc này thấy mình lại đứng trong căn phòng học Nhưng khác với trước Lúc này chỉ có duy nhất một mình cô Hiên hốt hoảng thấy mình quần áo sộc sạch, khắp người toàn là bùn đất cùng những vết thương dướm máu. Trên đầu cô lúc này đã có một sợi dây thỏng lọng được treo sẵn trên quạt trần. Hiên ngẩn người, từng cảm giác đau thương, bất lực, hận thù đang ùa vào trong tâm trí cô. Cơ thể cô lúc này không theo khống chế mà từ từ bước lên chiếc ghế băng dài, hai tay nắm chặt lấy sợi dây, rồi từ từ đưa vào sợi thỏng lọng đó đẩy mạnh chiếc ghế khiến nó đổ xuống đất hiên cảm nhận rõ sợi dây đang ghì chặt lấy cổ họng mình khiến cô ngạt thở sau đó cô liền cảm thấy lồng ngực mình vô cùng đau đớn phổi cô do ngạt mà như muốn vỡ tung ra đôi mắt thân xác này cho đến chết vẫn rực lên đầy hận thù chết không nhắm mắt một ánh sáng lóe lên trong não hiên kéo hiên về thực tại cảm giác đau đớn vẫn còn đang rõ một một trong lồng ngực của cô. Đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cô chính là nữ quỷ đó. Cô cũng nhìn rõ trên cổ nữ quỷ, còn in hẳn một vết dây thừng tím bầm quanh cổ. Thì ra ký ức đó chính là nữ quỷ cố tình muốn cho Hiên thấy. Cô và nó rất giống nhau, đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Trong mắt Hiên lúc này, nữ quỷ có đáng sợ, nhưng đáng thương nhiều hơn. Làm cách nào mới có thể đưa cô ra khỏi đây? Hiên nhìn nữ quỷ đầy xót xa, khẽ hỏi. Nghe Hiên hỏi nữ quỷ mỉm cười, làn da tái nhợt bị kéo căng ra, khiến khuôn mặt nó trở nên vô cùng kinh khủng. Hai con người đỏ như máu của nữ quỷ sáng lên, một dòng nói âm trầm chuyển thẳng vào tai Hiên. Tôi tên Lan, chỉ cần trong lòng cô thật tâm muốn tôi có thể nương nhờ cơ thể, nhờ một giọt máu của cô hòa cùng với sợi tơ đen này tự khác tôi liền có thể nhập vào cô theo cô ra ngoài nói đổi một luồng quỷ khí tựa như sợi tơ đen nhỏ lượn lờ trước ấn tượng của hiên chỉ cần một ý niệm nó liền có thể hòa tan vào trong cơ thể cô hiên nhắm mắt lại cô cảm thấy mình và lan đều đáng thương như nhau đều là nạn nhân của bạo lực học đường đều bị những kẻ tự cho mình là cái trốn của vũ trụ bắt nạt Nghĩ đến cảnh Lan quần áo sộc sạch trong căn phòng vắng, vì quá uất hận mà phải tự sát. Hiền đau như chính bản thân mình vậy. Đối diện thẳng với đôi mắt đỏ máu đầy mong chờ của Lan, Hiền gật đầu chắc nịch. Tôi đồng ý để cô bên cạnh tôi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Đưa ngón tay lên cắn rách, thì đưa ngón tay có máu chạm vào sợi tơ đen đó. Sợi tơ đen lúc này như đã được tiếp nhận liền trôi thẳng vào ấn đường của Hiên. Cô đụng mình nhắm chặt mắt, một cảm giác lạnh buốt như cơ thể mình bị ngâm vào một thùng nước đá vậy. Phải mất một lúc cơ thể của Hiên mới có thể hồi phục lại bình thường. Mở tràng mắt ra, lúc này trông Hiên khác hẳn lúc trước. Khuôn mặt cô không còn vẻ yếu đuối như trước đó nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt oán độc, gian tà. Trong đôi mắt to tròn của Hiên lúc này như ẩn hiện một luồng sáng đỏ bây giờ trong cơ thể cô có thêm linh hồn của lan chống tay đứng dậy hiên đẩy cửa bước ra ngoài hành lang bên ngoài trời lúc này đã tối hẳn đám của trinh sau khi không tìm thấy hiên cũng đã hầm hực ra về từ lâu hít mạnh một hơi dài cô dường như nghe thấy bên trong cơ thể lan đang cười khanh khách đầy phấn khích <laughs> cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi <laughs> Suốt đêm hôm đó, cơ thể Hiên bị Lan mượn lấy. Lan muốn đi tìm kẻ năm đó đã nhốt cô lại trong căn phòng 304 đó. Nhưng bây giờ cũng đã trôi qua hơn 30 năm, lão ta đã xuống mộ từ lâu rồi. Nhớ năm đó sau khi Lan cho cổ tự tử, vì oán khí quá sâu mà hóa thành lệ quỷ đáng sợ, trở thành ác mộng của ngôi trường này. Từng kẻ khi đó bắt nạt cô đều phải trả giá, hơn 10 cái chết thê thảm trong chính căn phòng 304 này có kẻ chết trong tư thế treo cổ. Khi bị tìm thấy, cơ thể hắn ta vẫn đang quanh vòng vòng theo cánh quạt trần. Sợi dây thừng cứa trên cổ khiến cổ hắn ta nhảy nhụa máu. Có kẻ phải chết vì bị chiếc bàn giáo viên to nặng để nát cả đầu. Không biết tại sao mà chiếc bàn ấy như nặng cả tấn. Đầu kẻ đó bị đè cho nát bét, máu kèm não văng ra tứ tung, khuôn mặt dập nát không còn hình dạng. Có kẻ bị kẹt đầu vào cửa sổ mà chết lại có kẻ chết trong tư thế chồng mông mặc dù chết trong đủ loại tư thế khác nhau nhưng đặc điểm chung là khuôn mặt kẻ nào trước khi chết cũng đều dúm lại bị kinh hoàng đáng sợ nhất chính là cái chết của nữ sinh tóc xù kia cô ta chết trong tư thế quỳ đôi mắt đã bị khoét mất hai bên mặt là hai mảng tím bầm dường như trước khi chết cô ta đã tự tát vào mặt mình vô số phát quần áo cô ta lúc này đã xách nát trên người là vô số vết cào rướm máu có lẽ trước khi chết cô ta đã phải chịu đựng điều gì đáng sợ lắm mặc dù đôi mắt đã bị móc mất nhưng trên khuôn mặt vẫn còn in hẳn vẻ đau đớn cùng sợ hãi khi đó rất nhiều người nhìn thấy lan xuất hiện như một ác quỷ xung quanh ngôi trường những kẻ xưa kia bắt nạt cô không chết thì cũng hóa điên không ít giáo viên trong trường cũng tận mắt chứng kiến đến cuối cùng không biết nhà trường làm cách nào mà tìm được một cao nhân thành công phòng ấn linh hồn lan lại trong căn phòng 304 này. Căn phòng sau này được biến thành nhà kho, đóng cửa quanh năm chưa bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Căn phòng 304 cũng hoàn toàn biến mất, mặc dù thế hệ sau không rõ lý do, nhưng qua những lời kể của những người khi đó, mặc dù qua 30 năm cũng đã tam sao thất bạn đi rất nhiều, có rất nhiều lời đồn đoán về số 304 không tồn tại này. Đôi mắt sáng đỏ nhìn chằm chằm vào màn đêm, làn lúc này cũng đã khác hẳn, làn khi mới hóa quỷ vào 30 năm trước. 30 năm cô đơn, 30 năm dòng rã bị oán khí ăn mòn, 30 năm sống trong oán hận đã khiến Lan mất đi sự đồng cảm, cảm xúc mà khi xưa cô từng có Việc Hiên có thể theo sự chỉ dẫn của cô mà phá vỡ phong ấn tại căn phòng 304. Đưa Lan ra ngoài là một bất ngờ lớn với Lan. Lan ngỏ ý muốn giúp Hiên báo thù cũng không phải là bởi vì thương cảm cho Hiên, mà cô ta thật sự còn có ý đồ khác. Thả Lan ra là phúc hay họa đối với Hiên, chưa thể nói chắc được. Sáng hôm sau, Hiên tỉnh dậy hoảng hốt khi thấy quần áo mình dính đầy bùn đất Cô nhớ rất rõ khi vừa tắm xong, chuẩn bị bước ra khỏi nhà tắm để gọi điện cho mẹ, thì cô dần mất đi ý thức. Việc Lan đi đâu, làm gì đêm qua Hiên đều không nhớ được. Nhớ đến mẹ, Hiên giật mình vội chộp nhanh lấy chiếc điện thoại đang được sạc ở đầu giường. Nhìn hơn 50 cuộc gọi nhỡ của cả bố và mẹ, Hiền hốt hoảng vội bấm gọi lại cho mẹ đầu tiên. Có lẽ đêm qua khi bố mẹ không liên lạc được cho cô, bố mẹ sẽ cả đêm mất ngủ vì lo lắng Alo, Hiên hả con? Hôm qua con có chuyện gì mà mẹ gọi hoài con không bắt máy? Con có biết bố mẹ lo lắng lắm không? Tiếng bà Hiền vang lên đầy lo lắng cùng mệt mỏi. Dường như cả đêm qua bà đã thức trắng vì lo cho Hiên. Thấy mẹ muốn gọi video, Hiên chần chừ không dám nghe. Hôm qua bị đám của Trinh kéo lê trên đất, mặt mũi cùng tay chân xước sát hết cả. Vô thức liếc về chiếc gương treo trên đầu giường, cô đang nghĩ sẽ kiếm cớ là vấp té như mấy lần trước để lấp liếm cho qua. Bỗng Hiên giật nảy mình, ngoài việc quần áo bị lấm lem ra thì trên người cô những vết thương đã lành hẳn chỉ sau một đêm. khuôn mặt Hiên lúc này càng đẹp động lòng hơn trước, làn da trắng mịn màng, trong ánh mắt to tròn ngây thơ có thêm một chút quyến rũ. Trước đó Hiên đã đẹp bây giờ lại càng đẹp thêm mấy phần. Bộ đồ bẩn thỉu cùng mái tóc rối bù cũng không thể làm lu mờ đi được vẻ đẹp của cô. Vội nói mẹ chờ một chút, Hiền chạy vội vào nhà tắm rửa, chạy chốt lại đầu tóc rồi mau chóng gọi lại cho mẹ. Cô nói đêm qua, mình vì quá mệt nên đã ngủ quên. Thấy con gái không có chuyện gì, bà Hiền mới có thể thở vào yên tâm. Tâm sự dặn dò con gái cả nửa tiếng đồng hồ, Lúc này bà mới tắt máy Sau khi nói chuyện với mẹ xong Hiền lại tiếp tục gọi cho ông Hòa Bố của cô Cũng giống bà Hiền Ông Hòa sau khi xác nhận con gái ổn Thì ông mới có thể yên tâm Khác với mẹ Bố Hiền ít nói hơn trầm ổn hơn Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ Sự quan tâm lo lắng trong mắt ông Nếu như hôm qua không phải là lọt vào căn phòng 304 ma quái đó không phải gặp được Lan mà là bị đám của Trinh bắt được. Nếu như bố mẹ Hiên biết cô bị đẩy đọa thế nào trong ngôi trường mà ông bà vẫn cho là tốt nhất, thì không biết hai người sẽ đau lòng hối hận đến nhường nào. Sau khi tắt máy lúc này Hiên mới dám quẹt nước mắt đang trực trào ra trong khóe mắt. Nắm chặt tay lại, cô biết mình phải thật mạnh mẽ, phải biết phản kháng chống lại những kẻ bắt nạt kia, không chỉ vì cô mà còn vì bố mẹ cô nữa. Bóng trong đầu Hiên vang lên giọng nói âm u của Lan, hình như Hiên cảm nhận được Lan vô cùng ngưỡng mộ cô, xem vào đó còn có thêm chút đố kỵ khó hiểu. Đó là tình cảm gia đình sao? Thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô không có gia đình sao? Hiền người thờ hỏi lại một câu. Cô không ngờ câu hỏi đó lại động đến nỗi đau vốn chôn sâu trong đáy lòng của Lan. Lan sinh ra trong một cuộc tình lầm lỡ của mẹ bố lan không muốn nhận mẹ cô liền ném cô cho ngoại nuôi sau đó bỏ lên thành phố mất dạng từ bé đến lớn cô chỉ cảm nhận được duy nhất tình thương của bà ngoại lan chỉ biết ngoại thường nói cô rất giống mẹ nhưng hình dáng của mẹ thế nào cô chỉ được nhìn qua những tấm ảnh cũ mà thôi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong linh hồn của lan hiền cũng đoán được phần nào mình đã lỡ lời đang bối rối không biết an ủi làm sao chợt lan lên tiếng Trước kia tôi không có bố mẹ Sau này bố mẹ cô cũng sẽ là bố mẹ tôi Trong câu trả lời của Lan như mang một hàm ý sâu xa Thế nhưng Hiên không hề hiểu Thương cho số phận Lan Hiên không ngừng động viên Hứa sẽ chia sẻ Cùng Lan cảm nhận tình cảm gia đình Đời sau này có cơ hội Cô sẽ nói chuyện này với bố mẹ Sau đó tìm một thầy Pháp có tâm siêu độ cho Lan Cô tin chắc sau những bất hạnh Lan phải chịu kiếp này Kiếp sau cô ấy sẽ được hạnh phúc Cả một ngày dài Hiên cùng Lan xem phim Lướt tiktok đủ cả Lan từ ngạc nhiên đi đến trầm trồ Thật không ngờ sau 30 năm Mọi thứ lại xịn sò đến vậy Là lúc này bắt Hiên tắt hết điện Kéo rèm cửa cẩn thận Sau đó cô mới chịu xuất ra Dưới dạng linh hồn Nằm úp sấp bên cạnh Hiên Lan mặc dù mang hình dạng đáng sợ lúc chết Cũng đã qua hơn 30 năm Nhưng tâm hồn cô Lại vẫn như thiếu nữ 18 khi đó Hết hú hét khen anh ca sĩ này đẹp trai Lại chê cô diễn viên này diễn quá tệ Chồng Lan lúc này giống như một nữ sinh bình thường Chứ không phải là ác quỷ kinh hoàng năm đó Mỉm cười nhìn Lan bên cạnh Hiền không còn cảm thấy Lan đáng sợ như trước đó nữa Trải qua một ngày bình yên sau một giấc ngủ sâu thoải mái cuối cùng ngày đầu tuần vẫn đến mặc dù lan đã hứa sẽ bảo vệ hiên nhưng hiên thật sự vẫn chưa biết hết sự đáng sợ của lan trong lòng cô vẫn còn rất nhiều lo lắng cứ tiến tới đi chỉ cần có tôi ở đây bọn chúng chắc chắn sẽ không động được tới một sợi lông nách của cô thả lan đừng nói thì không sao lan chêm một câu mà làm hiên méo mặt Sáng nay cô vừa mới cạo lông nách xong Bây giờ dù Hiên có bị nhóm trinh tận cho bầm dập Thì chắc chắn chúng cũng không thể sợ được vào sợi lông nách nào của cô cả Mặc dù trong mắt Hiên là đã mất đi một nửa uy tín Thế nhưng lúc này đã đến trước cổng trường rồi Khi Hiên còn đang phân vân vào hay về Thì chợt đám của Trinh xuất hiện Chầm nhanh tay lẹ mắt lập tức nhìn thấy Hiên đang đứng chần chừ bên kia đường Nó kìa, nhanh bắt lấy nó, còn ranh con này Vậy mà vẫn dám mò đến trường Đỡ mất công mình phải đi tìm nhà của nó Ngay lập tức Trình hướng mắt nhìn về phía châm chỉ Đôi mắt được lên vẻ hàn học Ngay lập tức bọn chúng chạy sang bên đường Nhìn cái kiểu mau mau mãi mãi kia Là đang sợ Hiên chạy mất Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt Nhưng đến lúc này Hiên vẫn run lên vì sợ Cô bất giác muốn trốn tránh Muốn thoát khỏi chỗ này như cảm nhận được Lan nói bằng giọng diễu cợt. Nếu cô càng tỏ ra sợ hãi thì bọn chúng sẽ lại càng hà hê, càng thỏa mãn bắt nạt cô hơn mà thôi. Sự kia tôi cũng như cô, đến cuối cùng vẫn là bị chúng làm nhục bức phải chết. Bây giờ có cơ hội làm lại, tôi có kinh nghiệm, để tôi đi. Nói rồi không để Hiên nói thêm gì, Lan bắt đầu khuếch tán ý chí muốn điều khiển cơ thể của Hiên một sức ép nhẹ đè lên linh hồn của Hiên. Mặc dù cảm nhận được, nhưng nếu cô không muốn vẫn có thể đẩy nó ra. Hiên chần chừ, Lan này nói thêm một câu. Giờ cô có chạy cũng không thoát được. Nếu tôi muốn hại cô, thì trong căn phòng 304 liền có thể giết chết cô rồi. Yên tâm, một sợi lông nách, không, một sợi tóc của cô chúng cũng không động vào được. Mặc dù đang hoảng loạn nhưng Hiền vẫn phải bật cười vì câu nói tếu của Lan. Nhớ lần đầu Lan xuất hiện kinh dị như vậy, thật không ngờ tính cách lại rất thoải mái, còn biết nói đùa. Đáng thương thay, một cô gái thú vị như vậy lại bị bức đến phải treo cổ tự tử. Ai... Nghĩ vậy Hiền cũng không đành từ chối ý tốt của Lan. Cô thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại. Thôi thì việc gì khó đã có Lan lo nhắm chặt mắt hiên mặc kệ để linh hồn lan thao túng thân thể mất vài phút nhóm trình đã tiến tới tiếp cận được hiên cùng lúc này hiên cũng bất ngờ mở mắt đôi mắt cô như xẹt qua một tia sáng đỏ ánh mắt dữ tợn khác hẳn với vẻ nhu nhược cam chịu hàng ngày đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hiên lúc này nhóm của trinh bật rác run lên thậm chí trang nhát gan hơn còn giật mình lùi lại hai bước Thấy bọn chúng như vậy lan trong thân xác hiền khẽ nhếch môi cười nhẹ. Một lũ xanh con kém cô cả 30 tuổi mà muốn đấu mắt với cô sao? Lan nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt liếc xéo về phía ba cô gái đang sững sờ kia. Bọn mày chỉ là con tép nằm trên mép con tôm, con tôm nằm trên mồm con cá, con cá nằm trên má con dao, mà con dao lại được tao nắm lấy. Hiền mơ hồ nghe được câu lẩm bẩm của Lan, Cô cười khổ thở dài. Cô cảm giác trong mắt Lan có sát ý. Dường như Lan đang coi đám của Trinh là con mồi mà chơi đùa. Đối với Hiền, cô rất ghét Trinh và đồng bọn. Nhưng cũng chưa đến mức ép họ phải chết. Vốn còn định ngăn Lan làm hại bọn họ. Nhưng Hiền không ngờ Trinh, sau khi bà dọa sợ, thì liền nghiến răng đe dọa. Mày dám trợn mắt với tao à? Mày có tin tao móc mắt mày ra không? À, tao báo cho mày một tin vui. Nghe nói bố mày mới nhận công trình ở HD hả? <laughs> Trùng hợp thế nào nó lại là của bác tao? Hôm bữa mày đẩy tao một cái. Nếu tao cho người đẩy bố mày một cái từ trên giáo xuống, thì sao nhỉ? Hiền xứng người, nhưng đôi môi của thân xác lại khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Nhìn nét mặt Trinh lúc này đầy vẻ nanh ác, những gì Trinh nói không giống như nói đùa. Hơn nữa, ông Hòa mới nhận công trình ở HD cũng là thật. Khiên không thể hiểu được tại sao chỉ là những học sinh trung học phổ thông mà bọn chúng lại có thể máu lạnh, muốn vươn cả vuốt đến với gia đình cô như vậy. Chỉ vì Trinh đố kỵ với cô, chỉ vì cô đẩy Trinh một cái khi mà nó muốn bôi nhỏ hãm hại cô. Hay đơn giản chỉ là nó tự cho nó cái quyền làm như thế, vì nó có tiền, có quyền. Đúng như Lan nói, ở hiền thì gặp phiền, Hiên càng nhẫn nhịn thì chúng càng lấn tới. Động đến bố mẹ chính là động tới giới hạn của Hiên. Cô không biết Trinh nói thật hay chỉ là dọa dẫm, nhưng cô không cho phép chuyện đó có nguy cơ xảy ra. Nhóm của Trinh đã đến lúc phải gặp báo ứng rồi. Như nghe được tiếng lòng của Hiên lan cười lên khanh khách, đôi môi dưới thần sắc Hiên bật sắc liếm nhẹ. Dưới cái nhìn của nhóm Trinh, đôi mắt Hiên lúc này không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không hề cảm thấy hoang mang. Thậm chí ánh mắt đó còn toát ra sự phấn khích, khác hoàn toàn đối với Hiền trước đó. Nhìn thái độ Hiền như vậy, Trình Trâm và Trang sững sờ Trong đầu chúng nghĩ hay là Hiền bị sau chiều bị đánh đó đã phát điên, trở nên bất cần đời rồi chăng? Tuy nhiên trong điều bộ Hiền bây giờ khiến chúng vô cùng ngứa mắt. Hơn nữa lúc này bọn chúng mới chợt để ý thấy Rõ ràng hôm đó bên má của Hiên đã bị trinh tát đến tím bầm lại. Vậy mà chỉ cách một hôm không gặp, dấu vết đó đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy trông Hiên lại càng đẹp, động lòng hơn. Vì Hiên mặc quần áo dài nên bọn chúng không thể nhìn thấy những vết sức sát bên dưới thế nào. Nhưng khuôn mặt cô có thể khỏi nhanh như vậy, quả thật khiến chúng thấy rất kỳ lạ. Ê, mặt nó, hay là hôm đó mày phải đuổi trên má nó vậy? Trâm thủ thị và tay Trinh nói nhỏ. Nghe thấy Trâm như đang giễu mình, Trinh trợn mắt quắc lại. Không thể nào, tao đánh nó mà tay tao còn rát cả lên. Quả nhiên là hồ ly tinh, mặt dày như mặt thớt vậy. Vừa nói Trinh vừa nghiến chặt răng, mặc dù đám Trinh hổ báo nhưng lại được cái não hơi tàn. Tuy bọn chúng rất thắc mắc nhưng lại không thể suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng chỉ đành gạt chuyện này sang một bên. Cảnh tượng đôi con này cũng đã lọt vào mắt rất nhiều học sinh. Kẻ đứng xa, kẻ đứng gần chỉ trỏ, bàn tán về phía bên này. Nhìn thái độ khinh thường của Hiên cộng thêm vẻ mặt như ăn phải dấm của ba người kia, dù chỉ có thể nghe câu được câu chăng, nhưng họ cũng phần nào đoán được tình hình bên này. Ê, nhìn đám con trinh tức nghẹn kìa, nhìn cái Hiên này xinh ghê này còn gấu nữa chứ. Này, nhìn hiên đứng cạnh ba đứa kia như công chúa và ba tùy tùng ấy nhỉ trinh đứng một mình thì sinh mà đứng cạnh hiên thì không có cửa một cậu học sinh nam bá vào cổ bạn vừa cười vừa nói bông đùa có lẽ vì vô tình nói quá to khiến câu nói đó lọt thẳng vào tai trinh câu nói này chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta trước giờ trinh vẫn luôn phải là nổi bật nhất được nhiều người chú ý nhất hiền vốn dĩ chỉ là một con nhỏ ất ơ bỗng dưng xuất hiện nó có gì mà chiếm hết lời khen vốn dĩ phải dành cho cô Trình như cảm thấy ở hiên có gì đó là lạ Khiến tâm lý cô ta vừa sợ hãi lại vừa hận thù Thẹn quá hóa giận Trình quay qua quát ẩm lên với đám người đứng hóng hớt xung quanh Chúng mày cút Giả thế của Trinh thì ai cũng biết Mặc dù có chút bất bình nhưng họ cũng không thể vì hiên mà đối đầu với Trinh được chỉ sau một câu quát mọi người liền tản hết đi. Cùng lúc này tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ vào lớp. Chuyện căng thẳng ở đây cũng chỉ đành tạm thời gác lại. Thật không biết sau cuộc kết đoán sáng nay, chính sẽ tính kế hành hạ Hiên đến thế nào nữa. Chỉ có điều lúc này Hiên đã không còn yếu thế, cô đã có một nữ quỷ chết 30 năm hỗ trợ rồi. <laughs> Đối với Lan, có nhiều tiền thì cũng chỉ là người sống, mà thứ Lan thèm muốn nhất bây giờ chính là cắn nuốt linh hồn của bọn chúng. Vốn nghĩ người mà Lan có ý định nhắm tới đầu tiên là Trinh. Nhưng thật không ngờ, một kẻ lại tự đâm đầu vào chỗ chết sớm như thế. Vậy là thảm án hơn 30 năm trước của ngôi trường lại sắp tiếp tục tái diễn. Chiều hôm đó mọi người tan học rôm rà hơn mọi ngày. Tất cả đều bàn tán về Hiên và nhóm của Trinh sáng nay. Thế nhưng hai nhân vật chính hôm nay đều có gì đó rất lạ. Sau khi tan học, Trinh đùng đùng ra xe với khuôn mặt hầm hầm, chứ không nán lại lượn lờ quanh trường như mọi khi. Khác với Trinh, Hiền sau khi tan học thì liền lụi vào đám đông, trốn vào một góc như đang có chuyện gì đó. Sau khi trần chờ một lúc hóng biến mà không có gì, mọi người liền ra về trong thất vọng. Tuy nhiên có một cặp mắt soi mói vẫn luôn dõi theo Hiên từ khi cô bước ra khỏi lớp. Trầm vốn là một người đang nghi. Cô ta nghĩ Hiên có thể dám vênh mặt lên như thế với Trinh. Có lẽ nào là đã kiếm được một chỗ dựa nào đó rồi. Trầm đoán có thể Hiên chiều nay sẽ đi gặp người đó để tìm kiếm nương tựa. Muốn nhờ nhan sắc săn đại gia là ước mơ của Trâm. Nên cô ta nghĩ ai cũng sẽ giống như mình. Nghĩ đến Hiên lại có thể tìm được một người có thể đấu ngang cơ với thế lực nhà Trinh để mà vinh váo như vậy, Trầm tức điên cả lên. Cô nhất định phải làm cho Hiên bẽ mặt. Thế nhưng không hiểu sao Hiên lại chỉ loanh quanh trong trường, chờ mọi người về hết mới bắt đầu bước lên tầng. Trầm bám theo Hiên với khoảng cách nhất định, nó thắc mắc trong đầu tại sao Hiên lại lòng vòng ở đây. Chẳng lẽ người mà con này cặp kè làm việc ở đây luôn. Phát hiện ra Hiên có chút kỳ lạ, châm giật mình sửng sốt. Não cô ta bắt đầu điểm sang những giáo viên có bể thế ở cái trường này. Hay là lão hiệu trưởng nhỉ? Châm che miệng sửng sốt trước phán đoán của mình. Lão hiệu trưởng vừa già lại vừa béo, đã vậy lại còn hói đầu, trông xấu xí sập sệ vô cùng. Nhưng cũng chỉ có lão mới có quyền to nhất ở đây. Chỉ có điều Nếu nói tầm cỡ ngang ngửa nhà Trinh Thì vẫn kém rất nhiều Mãi suy nghĩ Trầm đã theo Hiền đến gần tầng 3 Thấy Hiền quẹo vào góc phải Mắt Trầm sáng lên <laughs> Thì ra là hẹn ở đây Lập tức móc ra chiếc điện thoại Để sẵn ở chế độ quay video Trầm nhón bước tăng tốc nhanh Về phía đầu cầu thang Sau đó rón rén nhìn về phía hành lang Muốn nhìn Hiên đi vào đâu Bóng châm xứng người Hành lang cả tầng 3 không một bóng người Rõ ràng sau khi Hiên bước lên Trâm cũng bám sát nhang theo Không thể chỉ trong thoáng chốc Hiên có thể vào phòng nhanh như vậy được Bước hẳn lên hành lang Trâm nhìn ngó hai bên Mặc dù có chút bối rối Nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh Khẽ nhếch môi cười Đã xác định được Hiên lên lầu 3 Thì cho dù có mất dấu tại đây Đối với nó cũng không phải vấn đề gì lớn chỉ cần đi dò xét từng phòng tự khắc sẽ tìm ra chỗ mà hiên đang hú hí mà thôi hí hửng cầm sẵn điện thoại để quay trầm dự định sẽ dò từ hành lang bên phải thế nhưng khi mới chỉ bước được năm bước chân bỗng hiên cảm thấy rùng mình một giọng nói vừa ngọt ngào vừa âm u quái dị chợt vang lên mày đang tìm tao hả <laughs> tao ở ngay trên đầu mày nè một làn hơi lạnh từ bên trên phả xuống ngay trên đỉnh đầu châm nghe âm thanh đó theo phản xạ châm run rẩy ngước lên nhìn trên trần nhà nơi phát ra tiếng nói ghê rợn đó quỷ có quỷ nhìn thấy cảnh trên đầu châm hét lên đầy kinh hoàng tiếng hét to vang vọng khắp không gian tầng ba nhưng chỉ riêng tầng ba mà thôi không gian nơi này đã bị lan phong kín lại nên cho dù dưới kia vẫn có những học sinh giáo viên còn sót lại chưa ra về cũng không cách nào nghe thấy được. Trong mắt trầm lúc này hiền đang bám ngược trên tường bằng tứ chi, chiếc đầu xoay 180 độ, nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt hiền lúc này rực lên một màu đỏ đáng sợ. Khuôn mặt tái nhợt với những đường gân xanh nổi lên như những con run đang uốn éo dưới lớp da mỏng kia. Miệng hiền há to khóe miệng tét ra đến tận mang tay để lộ ra chiếc miệng đỏ lòm đang hướng về phía châm phát ra từng tràng cười ma quái <cười> đã đến rồi thì ở lại đây luôn đi vì quá sợ hãi châm ngồi sụp xuống đất đầy kinh hoàng lúc này nó đang cố lết tứ chi run rẩy hướng về phía cầu thang bỏ chạy thấy nó như vậy con quỷ trên trần càng cười lên đầy thỏa mãn nếu trầm đã dẫn xác đến đây thì sao nó có thể bỏ qua cho cô ta được? bột sau một tiếng động nhỏ, Lan trong thân xác Hiền liền nhảy phát từ trên trần nhà xuống chắn ngay trước mặt của Trâm. không để nó kịp phản ứng, bàn tay gầy nhỏ kia đã túm chặt lấy tóc của Trâm giật mạnh, kéo lê quay ngược lại bên trong. có lẽ làn đang cố tình trả thù lại cho Hiền, vì khi đó Hiền cũng bị Trâm túm tóc kéo lê hệt như vậy vào trong nhà vệ sinh. Chỉ khác một điều, Hiền bị kéo đi để làm nhục, còn châm bị kéo lê đi để chết. Đau đớn sợ hãi, bất lực, cố nén đau đớn nhìn lên. chăm thấy mình đang bị kéo lê vào một căn phòng không biết từ lúc nào đã được mở sẵn. Trên cửa phòng, con số 304 lúc này như đang sáng lên một màu đỏ như máu. 304 con số kinh hoàng của ngôi trường này đã quay trở lại rồi. Sau khi bị kéo qua ngưỡng cửa, Trâm như bị kéo vào không gian khác. Giống hệt với Hiên khi đó, Trâm ngạc nhiên khi thấy khung cảnh lớp học tăm tối ở thời 30 năm về trước. Khác một cái, căn phòng lúc này tràn ngập một mùi máu tanh gai mũi, xung quanh là hơn 10 bóng hình với đủ hình dạng thê thảm. Có kẻ nát đầu, có kẻ bị móc mắt, có kẻ thì đang bị treo cổ lên quạt trần Đang phát ra từng tiếng đầy thê lương Chào mừng đến với thế giới của tao Tiếng hiền cất lên vặn vẹo Đôi mắt chừng lớn nhìn về phía châm Châm lúc này vô cùng hối hận Vì quyết định bám theo của mình Thật không ngờ cái giá phải trả cho quyết định này Lại chính là tính mạng Châm đoán không sai nhưng cô ta chỉ đoán được một nửa Hiên quả thật là tìm được chỗ dựa Nhưng không phải là dựa vào một lão già nào đó Mà là dựa vào một nữ quỷ 30 năm Thực ra Lan cố tình ở lại trường Mục đích là muốn trở về căn phòng 304 này Mặc dù đã ký khế ước với Hiên Được Hiên chấp nhận Nhưng dẫu sao Lan vẫn là ma quỷ Tiếp xúc dưới ánh sáng mặt trời vẫn sẽ yếu đi rất nhiều để bổ sung tà khí, Lan bắt buộc phải đến một nơi âm khí nặng để hấp thu. Mà chỗ tốt nhất chính là căn phòng 304 này. Chết đến hơn 10 mạng người, nơi này sớm đã trở thành âm xào từ lâu rồi. Lại thêm nó bị phong ấn mấy chục năm trời. Còn làn trấn trụ bên trong, căn phòng 304 này chính là địa ngục trần gian. Mà Trâm chính là kẻ tiếp theo táng xác tại nơi này. Sau khi trở về nơi này Lan cũng không cần phải dựa vào cơ thể Hiên để chống đỡ nữa Sau khi linh hồn thoát xác Hiên đổ vật sang một bên bất tỉnh Một bóng nữ quỷ từ thân xác Hiên bay vút ra Bay lả lả trước mặt của Trâm Trước mắt Trâm là một nữ quỷ đầu tóc rối bù Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy Hai con mắt to lồi hẳn ra khỏi trong Hẳn đầy tơ máu đang nhìn Trâm đầy dữ tợn Đôi môi nữ quỷ tím thấm lại lưỡi thẻ ra khỏi miệng trông vô cùng khủng khiếp. Phía dưới cẩn cổ ba ngấn của nữ quỷ là một vết hằn tím bầm của lòng lọng. Mà sợi dây oan nghiệt đó lúc này đang trồng lên cổ một oán hận. Quay kéo hắn quay vòng vòng trên chiếc quạt trần cổ lỗ sũi kia. Thấy châm nhìn mình, Lan bật cười ré lên the thé. Chiếc rưỡi dài thỏ ra liếm quanh đôi môi tím thẫm. Trải qua hơn 30 năm bị nhốt, Làn đã hóa ác quỷ Mà kẻ cô hận muốn giết chết nhất Chính là những người thích bắt nạt người khác như Trâm Mà có thể cắn nốt linh hồn loại người ghét nhất Lại là ngon nhất Hình ảnh cuối cùng động lại trong mắt Trâm Chính là nữ quỷ trên đầu xương Móng vuốt dài Hướng thẳng về phía mặt cô ta mà phóng tới Ngay sau đó đôi mắt Trâm liền bị móc mất Một cảm giác đau nhói khiến cô ta phải thét lên kinh hoàng Máu từ khóe mắt chảy xuống má tràn vào trong miệng của Trâm Vì mặn mặn kèm mùi máu tanh Kết hợp với cơn đau khi bị móc mất mắt Khiến cho Trâm hoàn toàn suy sụp Trước hiền Trâm cũng đã từng dựa hơi trinh bắt nạt rất nhiều bạn học Có những bạn học nữ chỉ vì vô tình mặc trùng đồ với cô ta Vậy mà cũng bị Trâm lên mặt làm khó Đánh đập đủ đường Thậm chí vì ghen tuông Trâm còn thuê người rạch mặt một nữ sinh khiến cô gái đáng thương đó bị quá sợ hãi mà phát điên Loại người như trâm chết cũng xứng đáng cô ta sống cũng hải đời biết bao nhiêu bạn học bốn cũng chẳng có gì là đáng thương nằm sủi lơ trên mặt đất hiền lúc này cũng vừa tỉnh lại sau cơn mê man hiền đun rẩy tận mắt chứng kiến cảnh tượng trâm bị lan kéo lê trên nền đất đến rướm máu toàn thân đôi mắt cũng bị lan móc mất khắp căn phòng vang lên tiếng kêu la thảm thiết của trâm lan liếc về phía hiên nữ quỷ muốn hiên nhìn thấy đây là nó đang trả thù cho hiên nhưng cảnh tượng trước mắt đối với hiên quá khủng khiếp vượt quá mức chịu đựng của hiên cô ôm chặt đầu miệng không ngừng hét lên về phía lan như vậy là đủ rồi vậy là đủ rồi dừng lại đi mà nghe tiếng hiên cầu xin cho kẻ thù lan tức đến trợn mắt bộ dạng phồng mang trợn má của nó trông càng thêm đáng sợ hiên càng vang xin lan càng hành hạ châm ác liệt hơn cơ thể châm ra thịt trên tay chân lưng mặt gần như đã bị bào trên nền đất đến mòn hết để lộ ra lớp thịt đỏ hòn nhè nhát máu bên trong tiếng kêu của châm lúc này đã yếu lắm rồi lúc này chỉ còn lại từng tiếng tên ư ư trong cổ họng thấy trời đã chán lan lúc này mới thả thi thể của trâm xuống đất trâm lúc này chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp nằm trên mặt đất mặt đẹp bị cày nát nên không thể biết biểu cảm của cô ta lúc này trông như thế nào có lẽ sẽ là đau khổ hoặc hối hận hay là không cam lòng lan lúc này đã say máu ngửa cổ cười lên điên cuồng há rồng chiếc miệng ra cô ta hút mạnh một cái một mà bóng trắng mở ảo lập tức từ trên đỉnh đầu của trâm bay rút ra Một tiếng thét thê lương không cam lòng truyền ra từ linh hồn đó Tiếng thét đó chỉ kịp phát ra trong tích tắc Sau đó linh hồn liền bị hút mạnh vào chiếc mồm lớn của Lan Hiện lúc này đã mệt lạ đi Chậm chết quá thảm khiến cô không cách nào tiếp nhận được Thì ra ma quỷ lại có thể đáng sợ như thế Giết người cũng dã man như vậy Hiền bắt đầu hối hận rồi Đáng lẽ cô không nên tin lời Lan nói Không nên kết khế ước với Lan thả cô ta ra khỏi căn phòng này. Nhìn Lan trong hình dạng đáng sợ lúc này, lại nhớ đến linh hồn nằm sấp cùng mình ngắm trai, xem phim mà Hiên không khỏi thổn thức. Cô sợ Lan lúc này, vô cùng sợ. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của Hiên, Lan đưa đôi mắt đỏ sọc vẫn còn điên, điên cuồng về phía Hiên. Bay vụt đến, Lan kê sát mặt mình và mặt Hiên, hỏi cô bằng giọng the thé vặn vẹo cô sợ tôi cô hối hận vì đã đưa tôi ra khỏi đây sao cô thấy tôi là ác quỷ tàn nhẫn sao vừa nói lan vừa cất tiếng cười man dợ nhưng nếu nghe kỹ sẽ có thể cảm thấy một chút chua xót trong đó hiền thấy lan tiến lại gần mình thì lập tức lùi lại bộ dạng sợ hãi không nói nên lời thấy hiền như vậy lan càng cười lên điên cuồng hơn <laughs> Nếu tôi không giết nó Thì nó cũng sẽ bức chết cô thôi Đúng Tôi là ác quỷ hại người Nhưng tôi vẫn thực hiện đúng lời hứa bảo vệ cô Cô <laughs> sợ tôi sao Đợi khi cô bị bọn chúng bức chết oán hận đến hóa quỷ Không khéo còn điên cuồng hơn tôi gấp nhiều lần đó Càng nói Lan càng dữ tợn hơn Dọa hiền càng thêm sợ hãi khắp gian phòng lúc này ngập tràn mùi máu tanh xác của trâm bị lan ném bắt vẹo trên bục rạc. sau khi linh hồn bị lan hút cạn cô ta cố tình thả ra một phách của trâm để nó la hét lê lết vòng quanh căn phòng giống hệt như những kẻ khác lan làm vậy giống như coi trâm và bộ sưu tập của mình biến căn phòng này trở thành địa ngục thu nhỏ do chính cô ta làm chủ quá kinh hoàng hiền lại một lần nữa quỵ xuống ngất lịm đi. Khi Hiên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô được Lan nhập xác đưa về. Thẫn thờ ngồi trên giường, lại nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, Hiên bật xác lại run lên cầm cập. Đèm cửa bị kéo kín, căn phòng lạnh lẽo càng khiến tâm lý Hiên thêm hoảng loạn hơn. Vùi đầu vào trong chăn, hình ảnh toàn thân đầy máu cùng hai hốc mắt trống rỗng của Trâm trước khi chết, Hiên cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Cái chết của Trâm chính là do cô mà ra Tội cũng là do cô gánh chịu Nói Trâm là bị một nữ quỷ giết Thì ai tin chứ Đang ngập trong suy nghĩ bi thương Bỗng một bóng người trong ngược Sổ sát đến mặt cô Chào buổi sáng Hôm qua tôi kích động quá Xin lỗi nhé Một dòng nữ tông cao the thé gào thẳng lên mặt của Hiên Kết hợp với khuôn mặt trắng toát đôi mắt đỏ sọc khiến hiên bị dọa đến hoảng hồn hét toáng lên theo bật giác cũng bắt đầu nói liệu quỷ giết tôi quỷ vừa nói hiên vừa vung tay lên loạn xạ đôi mắt nhắm nghiền lại như chuẩn bị sẵn tinh thần bốp một bàn tay sắc lạnh không thương tiếc và thẳng lên mặt của hiên kèm theo đó là giọng nói đầy bực mình của lan tôi muốn giết má hồi nào quả bị dọa đến ngu luôn hả vì Hiên và Lan đã ký khế ước với nhau, nên Hiên có thể nhìn thấy Lan cũng như tiếp xúc trực tiếp với linh hồn của nữ quỷ. Cái tát của Lan không khác gì gáo nước lạnh khiến Hiên tỉnh táo lại, nhưng càng tỉnh táo cô lại càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Là lúc này hình dáng đã quay trở lại bình thường, mặc dù vẫn có chút đáng sợ nhưng đã không còn điên cuồng như chiều qua nữa. Thấy Hiên như vậy, Lan thở dài. À, "Tôi biết cô sợ tôi." Nhưng cô phải hiểu, cho dù tôi có tàn bạo, nhưng là tôi đang cứu cô. Quá khứ của tôi cô cũng đã thấy, cô yếu đuối đổi lại sẽ chỉ có khổ đau mà thôi. Chẳng biết vì sao Lan Lại kiên nhẫn phân trần với Hiên như vậy, có lẽ là vì cô ta đang thương cảm cho Hiên, lo lắng Hiên bị ám ảnh chăng. Giết người phải chịu tội, cô giết chầm rồi sấm một công an cũng sẽ tìm đến bắt tôi. Bố mẹ tôi sẽ đau lòng vì có một đứa con gái phạm tội giết người. Chấm chết thảm như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị phỉ nhổ. Bố mẹ tôi sẽ bị mọi người xa lánh chỉ trích. Hiền nói đàm một tràng những nỗi sợ trong lòng. Đàn nghe thấy vậy thì thở dài. Vỗ vai Hiền an ủi. Yên tâm, tôi không phải loại cứu cô từ hố này rồi đẩy cô lọt hố khác đâu. Hơn nữa... Đôi mắt Lan ánh lên vẻ dữ tợn, Cô khiến Trâm chết thảm như vậy cũng là để báo cho một kẻ biết cô đã trở lại rồi. Ngày hôm ấy toàn ngôi trường tràn ngập trong nỗi sợ kinh hoàng. Từ rất sớm cổng trường đã bị phong tỏa lại. Tất cả học sinh đều được cho nghỉ phép một tuần. Trâm được tìm thấy thảm không thể thảm hơn. Người đầu tiên phát hiện ra xác Trâm là cô lao công già của trường. Vẫn như mọi ngày cô đến quét dọn từ rất sớm. Khi bước chân lên tầng 3, bà ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng để đổ bao năm đóng kín đang mở toang ra tò mò bà lao công từ từ tiến lại gần căn phòng rồi nhòm vào bên trong trước mắt bà trâm đang nằm ngựa bên trên bục giảng đầu vắt xuống nền đất toàn thân cô ta toàn máu là máu đôi mắt cũng bị móc mất chỉ còn lại hai lỗ máu đen sâu hoắm ôi trời ơi bớ làng nước ơi có người chết rồi rất nhanh công an đã được gọi đến, hiện trường cũng bị phong tỏa lại nhanh chóng. Căn phòng chứa đổ đóng kín 30 năm lúc này mới hé lộ trước mắt mọi người. Là một căn phòng học cũ kỹ bụi bặm, từng mảng bụi bám dày đặc, đen kịt, khiến cơ thể châm trong đó càng thêm chói mắt. Qua khám nghiệm hiện trường, đôi mắt bị móc mất được nắm chặt trong lòng bàn tay châm. Khắp căn phòng ngoài dấu vết oản ngoại của cô ta ra thì không phát hiện ra thêm được gì nữa. Chiếc điện thoại của Trâm được tìm thấy được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Đoạn clip cô quay khi theo dõi Hiên hoàn toàn biến mất. Sau khi đem về điều tra, ai nấy đều sốc nặng khi phát hiện Trâm dù mới là học sinh cấp 3 nhưng đã cặp kè với mấy người cùng một lúc. Điều tra sâu thêm, lối sống của Trâm vô cùng trụy lạc, thường xuyên đi đêm không về, mối quan hệ cũng rất đen tối. Chính vì vậy mà khi thấy Trâm không về nhà, bố mẹ Trâm bất lực nghĩ con gái đi chơi bời. Đến khi công an báo tin mới biết rằng Trâm đã chết. Mặc dù mọi chuyện đã được phong tỏa rất kỹ, nhưng rất nhanh mọi chuyện đều đã bị đồn hết ra ngoài. Thảm án 30 năm trước lập tức được những người lớn tuổi nhớ lại. Căn phòng đó có lẽ chính là căn phòng 304 đẫm máu năm đó. Vô số lời bàn tán được truyền tay nhau báo lá cải cũng suy diễn rất nhiều. Đi đi lại lại trong phòng, ông Luân hiệu trưởng khuôn mặt lúc này vô cùng căng thẳng, chán rịn đầy mồ hôi. 30 năm trước chính ông ta cũng chứng kiến vụ tự sát của Lan, sau đó là hơn chục mạng người chết thảm trong căn phòng đó. Từ một giáo viên trẻ, đến bây giờ ông đã leo lên được chức hiệu trưởng. Tại đây, ông Luân là người hiểu rõ nhất về việc của Lan năm đó. Nó, nó thoát ra ngoài rồi Không thể nào, không thể nào như vậy được Ngồi phịch xuống ghế Ông ta nhớ lại sự việc năm đó Lúc đó ông là một giáo viên dạy vật lý trẻ tuổi Cũng là giáo viên chủ nhiệm Tại phòng 304 đó Ông luôn nhớ khi đó Lan là một nữ sinh thông minh Hiền lành Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn Đặc biệt Lan vô cùng xinh đẹp Đôi mắt ngày thờ đó lúc nào cũng nhìn ông đầy sùng kính Nhớ đến chuyện của Lan, ông Luân không khỏi thở dài. Trước đó Lan đã từng tìm đến ông cầu cứu, nhưng khi đó ông nghĩ là tuổi trẻ xích mích nên cũng chỉ chỉnh giáo quan loa với học sinh. Thật không ngờ. Sau đó lại có thêm chục mạng nữa chết theo Lan, khiến khi đó ngôi trường đã loạn càng thêm loạn. Cuối cùng chính ông Luân là người đã hiến kế cho trường phong ấn Lan lại, cũng chính ông là người nỗ lực tìm bằng được cao nhân đó trả lại cho nơi này sự bình yên vốn có nhờ đó sự nghiệp của ông cũng bắt đầu lên như diều gặp gió chỉ trong vòng gần chục năm đã có thể lên chức hiệu trưởng và trụ vững cho đến tận bây giờ có lẽ ông luân phải cảm ơn sự việc của lan năm đó mới có ông của ngày hôm nay thế nhưng ông cũng có một bí mật rất lớn ông nhất định không thể để lịch sử năm đó tái hiện lại một lần nữa Ông nhất định phải làm cho Lan cùng bí mật năm đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Sau hơn một tháng, phía công an kết luận là do Trâm tự sát. Mặc dù còn rất nhiều ẩn khúc không thể lý giải, nhưng mọi dấu vết ở hiện trường tìm ra đều chỉ có duy nhất dấu vân tay của Trâm. Hơn nữa, ông Luân cũng đã sức đẻ mọi chuyện xuống. Vốn thông báo cho học sinh nghỉ phép một tuần, cuối cùng thành hơn một tháng sau mới có thông báo đi học lại. Trong khoảng thời gian đó, Hiền cũng dần đã có thể bình tĩnh lại được. Cô được Lan đã thông tư tưởng rất nhiều. Lan tâm sự cho Hiền nghe rất nhiều chuyện khi xưa. Hai người cũng đã dần trở nên thân thiết như chị em. Hiền cũng không còn cảm thấy sợ hãi đối với Lan nữa. Một nữ quỷ đáng sợ như Lan, vậy mà rất chịu khó cập nhật xu hướng để hòa nhập cuộc sống, đến bây giờ lan đã có thể thành thạo sử dụng laptop tự tìm những bộ phim yêu thích lan cũng rất quan tâm đến vụ án của trâm thường xuyên mượn ké điện thoại của hiên để xem tình hình khi công an đến nhà hỏi về mối quan hệ giữa hiên và trâm ở trường cũng là lan đứng ra giải quyết ở chung với nhau càng lúc lan càng thêm hiểu hiên hơn có đôi khi từng động tác vô tình của lan cũng khiến hiên phải giật mình vì nó quá giống với mình Lúc này, Lan đang nằm ườn trên giường xem anh Atus nhảy trong chương trình Anh trai xây hai. Trên khóe miệng cô ta vẫn còn vương vài giọt nước dãi chưa kịp lau, mồm liên tục suýt xoa. Trời ơi, đẹp trai dữ vậy trời, cho chị mượn thân xác vài ngày, chị nhất định phải đi một chuyến để đập chậu cướp hoa. Hiền đang ngồi sắp xếp lại sách vở, nghe Lan suýt xoa vậy thì biểu môi. Lại chị, chị mà còn sống á, khéo đẻ ra được đứa lớn bằng ống rồi đó. Già như trái cà rồi mà vẫn nghĩ mình là thiếu nữ hả? Hiền không kiêng dè gì mà xả thẳng một chàng. Nghe thấy Hiền trên mình già, Lan sừng cổ cãi lại. Nhưng vấn đề là chị đây chết khi chưa được 18 tuổi nữa. Thế nên chị đây vẫn được tính là thiếu nữ nghe. Cả hai không ai chịu ai. Một tia nắng chiều vô tình lọt qua khe cửa chiếu qua bóng hình Lan khiến chỗ bị chiếu liền trở nên mờ ảo. Đúng vậy, Làn chết khi còn quá trẻ, có rất nhiều thứ cô còn chưa được tận hưởng. Là nước có một ngày cô có thể được sống lại để có thể tận hưởng những điều tốt đẹp mà cô chưa được nếm tới. Bỗng hiền như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt rụ xuống nói khẽ. Trường đã thông báo ngày mai sẽ đi học lại bình thường. Tôi hy vọng đám bọn chúng sẽ không gây sự thêm với tôi nữa. Nói rồi Hiên thở dài, nếu không họ có thể bị Lan giết chết. Cũng không phải là lỗi của cô. Lan im lặng, không nói gì. Đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình xem những anh tài biểu diễn. Nhưng con người của Lan vừa khẽ rung nhẹ. Dường như cô ta có chuyện gì đó không nói rõ cho Hiên biết. Nếu như Hiên mong cầu bình yên thì ngược lại. Trình lại muốn tìm Hiên liều chết. Trở lại trường sau một tháng, chuyện cái chết của Trâm trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Kể con Trâm cũng xui, chết mất cả hồn. Bây giờ cặp với ai, đi những đầu hú hí cũng bị lôi ra bằng sạch. Mấy lão già cặp với nó cũng tự nhiên bị sao quả tạ chiếu chúng. Gia đình tan nát, sự nghiệp lụi bại. Cũng còn may Trâm đã qua 16 tuổi, chứ không thì còn tù mọt rông. Sau một buổi sáng không có chuyện gì, đến trưa thì Hiên bị rắc rối tìm đến. Trinh từ lớp bên cạnh bỗng chạy sộc vào lớp của Hiên. Khuôn mặt nó hầm hầm vừa đen vừa tím. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, nó sấn đến túm chặt cổ áo Hiên, giọng rít lên đầy giận dữ. Là mày quay lại đúng không? Còn khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Bị Trinh sinh sự, Hiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quay cái gì chứ? Khi Hiên còn đang hoang mang thì chợt một nữ sinh trong lớp hét ẩm lên. Cũng trả lời luôn cho thắc mắc của Hiên. Ê, chúng mày đọc này, xem này. Nữ sinh trường điểm lộ ảnh cùng bạn trai, dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Ủa, lại còn là với nhiều bạn trai chứ? Đây là... Vừa nói cô ta vừa che miệng, cố tình liếc nhìn về phía Trinh. Cả đám lập tức nhao nhao xuống vào xem. Trong ảnh, mặt trinh nét không thể nét hơn. Phía dưới có một đoạn cắt ra từ một clip bên trong nhà nghỉ, đã bị làm mở đi, khiến mọi người tò mò không thôi. Thấy mọi người nhìn mình, trinh tức giận dở giọng côn đồ. Chúng mày nhìn cái đéo gì? Tao bị người ta ghép ảnh, tao sẽ kiện hết lũ chúng mày. Càng nói Trinh càng điên cuồng kích động. Trong một tháng qua vì rảnh rỗi nên Trinh chỉ đành xếp lịch phun tuần với các anh đẹp trai. Vì nhà có điều kiện sẵn nên cô chỉ chọn những anh trai mà lem sáu muối Mỗi lần lại đổi một anh để nâng cao khẩu vị Chỉ là không ngờ cuộc sống trụy lạc của Trinh đã bị ai đó cố tình quay lại Sau đó đăng lên mạng Ngẫm đi ngẫm lại Người đáng nghi nhất chỉ có thể là Hiên Trinh nghi ngờ Hiên vì trả thù cô mà theo dõi Sau đó dở trò ẩn danh kiếm chuyện bêu xấu cô ta Càng nghĩ càng tức Trinh chẳng cần nghe Hiên giải thích gì Cô ta quyết sẽ khiến Hiên phải trả giá Vì dám chơi xấu mình Mày ngon lắm Để tao coi ông bố mày có gãy cổ mà chết không Trước ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh Trinh vừa điên máu lại vừa xấu hổ Trong cơn tức giận Cô ta đã nói ra câu không nên nói Đụng chạm đến giới hạn của Hiên Nghe Trinh lại một lần nữa dọa dẫm muốn nhắm đến bố mình Trong lòng Hiên thoáng chốc dấy lên suy nghĩ muốn giết người. Cảm nhận được sát ý trong lòng Hiên, Lan trở nên phấn khích. Đôi mắt Hiên lập tức liền như vừa lóe lên ánh đỏ lập lờ, nét mặt cũng thoáng lên vẻ dữ tợn vốn không nên có. Trình sững người, cô ta thậm chí còn nghĩ mình nhìn nhầm. Hiên từ bao giờ lại trở nên đáng sợ như thế? Bỗng Hiên túm chặt lấy cổ tay đang nắm lấy áo cô của Trình bóp mạnh một giọng nói lạnh tanh chuyển thẳng vào tai Trinh. Mày dám động vào bố tao, tao sẽ khiến mày phải chết thảm hơn cái châm gấp nhiều lần. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trinh, Hiền vừa nhắc đến cái chết của châm. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Trinh chợt rùng mình, cơ thể bất giác lùi lại run rẩy. Tuy nhiên cô ta vẫn cứng họng nói lớn, trong đôi mắt chất chứa đầy sự căm thù mày dám trợn mắt đe dọa tao tao về tao mách bố mẹ tao trinh quả xứng danh là mỹ nữ não ngắn mỗi khi tức không làm gì được thì lập tức sẽ lôi bố mẹ ra để dọa dẫm người khác thế nhưng quả thật đây cũng chính là đòn sát thủ của trinh bố mẹ trinh cũng rất bao che cho con đối với họ con mình đẻ ra là vàng là bạc còn con của người khác chỉ như rác mà thôi nghĩ đến sẽ cho Hiền biết mặt. Trinh tức giận rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hống hách như Trinh mà nay lại có thể chịu thiệt như vậy. Trong mắt mọi người Hiên lập tức trở nên ngầu vô cùng. Sau khi Trinh rời đi, không ít ngón tay cái lén lút đưa ra hướng về phía Hiên. Một số kẻ xấu tính thì cười thầm, biết sắp tới sẽ có rama to đùng để hóng nữa rồi. Tan học trở về hiện luôn trong trạng thái bồn chồn không yên như cảm nhận được nỗi lo lắng của cô lan trong cơ thể lập tức thì thầm những câu ác ý muốn tôi giết chết nó không chỉ cần cô đồng ý tôi có thể khiến nó chết thật thảm cô suy nghĩ thật kỹ đi nếu nó làm bậy bố cô chỉ có một cái mạng thôi lúc đó có hối cũng không kịp đâu từng câu từng chữ như đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong trái tim Hiền. Những gì Lan nói cũng là điều Hiên nghĩ tới. Cô sợ Trinh phát điên phát khủng, mà thật sự làm hại bố của cô. Nghĩ đến Trinh, Hiên liền cảm thấy vừa căm giận, lại vừa ghê tởm. Ngoài khuôn mặt có chút nhan sắc ra thì Trinh chẳng được nước nôi mẹ gì. Cành kiệu, thích bắt nạt người khác, đời sống lại trụy lạc không sạch sẽ. Đã vậy cô ta lại còn ích kỷ sống hơn thua. So với Trâm thì Trinh còn đáng chết hơn gấp mấy lần cảm nhận được tâm trạng kích động của hiên lan cười lên khanh khách đôi mắt hiên dần hóa thành màu đỏ sự oán hận tích tụ dần hóa thành sát khí đây chính là điều mà lan mong chờ nhất tôi muốn cô ta phải trả giá cho tất cả những gì mà cô ta gây ra vì tôi vì tất cả những nạn nhân từng bị cô ta hãm hại tầm hiền khẽ động lan lập tức như chớp lấy thời cơ cắm sâu linh hồn vào cơ thể cô Mối liên kết giữa Hiên và Lan dường như đã gắn bó thêm không ít. Nhau mắt nhìn lên bầu trời cao, khóe miệng Hiên khẽ nhếch lên một đường cong thỏa mãn. Rút điện thoại ra khỏi túi, Hiên tìm tên Facebook của Trinh, sau đó bấm gọi. Sau một lúc đổ chuông, thì Trinh nhấc máy, một giọng nói chua ngoa vang lên bên trong điện thoại. "Alo? Sáng ngày cứng vậy mà giờ lại phải gọi điện van xin tao à?" <laughs> muộn rồi. Tao đã nói với bác tao sẽ dần cho bố mày một trận, đẩy bố mày ngã giáo đến tàn tật luôn. Bác tao nói bố mày chỉ là con kiến hôi làm thuê, chuẩn bị hòm mà rước bố mày về đi. Chẳng cần biết Hiên gọi làm gì, Trình đã chặn hỏng buông lời đe dọa. Cô ta ớt ức gọi cho bác là thật, chỉ là Trinh không ngờ lại bị bác mắng cho một trận nên thân. Ông chửi Trinh ngu dốt ác độc bố mẹ trinh không biết dạy con bác trinh đối với ông hòa rất có thiện cảm thật không biết cô cháu gái ngỗ ngược xích mích thế nào mà ngang nhiên đòi ông phải đuổi người ta đi thậm chí chẳng biết nó nghĩ gì mà còn nhờ ông hãm hại ông hòa tao phải gọi điện cho bố mày quản giáo mày cẩn thận con gái con đứa sống dễ dãi sau đó lại đổ tội cho bạn học tàn độc muốn hại người mày là con tao tao vụt gãy chân mày trước tiên Nghĩ đến việc bác vì bên người ngoài mà chửi vào mặt mình, Trình đã tức lại càng tức. Đúng lúc Hiền lại gọi tới, nó liền buông lời chửi rủa cho sướng cái miệng. Nhưng có lẽ Trình không thể ngờ tới, chính lời nói dối của nó lại trở thành chất xúc tác mạnh nhất, khiến Hiền phẫn nộ. Trình chết, Âu cũng là từ cái miệng của nó mà thôi. Đáp lại lời đe dọa đầy hành học của Trinh, Hiền cười khẽ. Tao còn cả tá của clip của mày chưa đăng lên. Mày thích thì ra trường nói chuyện với tao. Mày chỉ được phép đi một mình thôi. <laughs> tao cần tiền. Sẽ trao đổi với mày. Người đang nói chuyện với Trinh là Lan. Hiền cũng có thể nghe thấy tất cả. Thế nhưng khác với sự đắn đo rằng co khi Lan muốn giết Trâm. Hiền lúc này thuận hoàn toàn theo Lan. Thậm chí còn có phần mong ngóng đón chờ Trinh bị Lan giết thảm. Càng thảm càng tốt. Trình nghe Hiền ở đầu dây bên kia ra yêu sách thì cười khẩy. Thì ra là cần tiền. Đúng là nghèo mạt rẹp còn thích tỏ vẻ thanh cao. Mày cần bao nhiêu? Ta bố thí cho mày. Bên kia điện thoại, Hiền nói bằng giọng nhựa nhựa. Rẻ thôi, ta muốn thể xác và linh hồn mày. Câu đáp lời của Hiền như bị rẻ đi, khiến Trình nghe không rõ tín hiệu cũng trở nên chập chờn rồi tự ngắt kết nối. Trình nghe câu được câu trăng nghĩ mình nghe nhầm. Mặc dù không biết hiền đòi bao nhiêu, nhưng nếu là tiền thì đối với Trình chẳng phải chuyện gì lớn. Thế nhưng Trình rất khó chịu khi nghe hiền yêu cầu và bắt mình phải làm theo. Sau khi cúp điện thoại, Trình gọi ngay cho Trang. Alo, tao đoán không sai mà, còn hiền chính là đứa quay lén tao, nó còn dám tống tiền tao nữa chứ? Mày đi theo tao đừng để nó phát hiện Quay hết lại cho tao Xong việc tao với mày tận cho nó một trận Để nó biết nó là ai Trinh mặc dù trước mặt Hiên đồng ý đi một mình Nhưng sau lưng lại thấy nuốt không trôi cục tức này Vì chuyện này mà bố mẹ Trinh mắng nó một trận Lúc này họ còn đang đau đầu Làm sao để chuyện này lắng xuống một cách nhanh chóng Danh tiếng của Trinh sau chuyện này cũng bị ảnh hưởng nặng cho dù có dùng tiền cũng không thể bù đắp lại được. Chàng khi nghe đến việc Hiên chủ động nhận mình là người chụp nén, là định tống tiền trinh thì bất ngờ. Chẳng lẽ con Hiên này thiếu tiền nên bị điên sao? Chàng biết rõ người đăng những tấm ảnh kia chắc chắn không phải là Hiên. Nhưng nếu Hiên đã nhận thay thì còn gì tốt hơn nữa? Không cần biết Hiên làm vậy có mục đích gì. Nhưng một khi lời nói đã tự thốt ra thì rất khó có thể rút lại được nữa. Đôi mắt trang đảo tròn, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ngô nghê, hẳn lên sự gian dạo. Nếu như có thể để Hiên và Trinh đấu đá nhau đến sức đầu chảy máu, chậm lại chết rồi. Vậy sau đó Trang sẽ lại có thể được chú ý nhất trường này. Nghĩ đến đây Trang liền cảm thấy vô cùng phấn khích, vội vàng nói với Trinh sẽ cẩn thận bám theo sắp xếp xong xuôi trinh mỉm cười đầy đắc ý sau đó bắt taxi một mình đến trường khi trinh đến nơi đã thấy hiền đứng chờ sẵn ở cổng trường xung quanh mọi người đã ra về hết chỉ còn lại lão bảo vệ già lúc này đang tập trung xem đá banh họ gieo một mình trong căn phòng trực thấy trinh đến hiền khẽ nhau mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ta làn trong cơ thể hiền có thể ngửi thấy nhân cách thối nát trong người trinh khiến cô muốn ngay lập tức xé nát nó ra để nhấm nháp xem nó có mùi vị như thế nào. Lan biết sau cái chết của Trâm, hẹn gặp Trinh ở đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng Lan chẳng thèm quan tâm. Cô sẽ đưa Trinh đến địa ngục do cô làm chỗ, hành hạ nó, lấy máu của nó để tưới thêm một lớp lên căn phòng 304 oan nghiệt đó. Trinh nhìn thấy Hiên thì liền mỉm cười hống hách, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh sau khi để Trang quay lại chứng cứ hiên tống tiền, mình sẽ lập tức lật lọng. Thậm chí còn muốn tóm lấy hiên, sau đó thuê mấy thằng đầu đường xó chợ tới làm nhục cô. Chống tay hất hàm, trình nói bằng giọng trịnh thượng. Mày cần tao bố thí cho bao nhiêu? Thế nhưng, trước tiên mày phải cho tao xem tất cả những gì mày đang giữ đã, Lúc này điện thoại của Trinh cũng vừa hay rung lên là Trang nhắn tin đã đến nơi. Nhìn trong tin nhắn Trinh lại càng thêm tự tin hơn. Cô ta thậm chí còn cảm thấy đắc ý, nghĩ mình thông minh hơn người. Còn Trang lúc này đang trốn phía sau một chiếc xe ô tô con. Trong đầu đã liên tưởng đến cảnh Hiên và Trinh đánh nhau. Cuối cùng tiếng xấu thì ai cũng sẽ có phần cả. Hiên đã giấu cho Trinh lên trên tầng nói chuyện. Nếu Trinh là một người có suy nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ vân vân. Thế nhưng Trinh rất tự tin rằng mình mới là người có thủ đoạn. Hẹn ở trường cũng vừa hay hợp ý cô ta. Cứ như vậy Trinh theo Hiên đi lên tầng, thậm chí cô ta còn chủ động tránh những chỗ có camera. Ở đây chỉ lắp duy nhất camera ở cổng chính và khu lán xe. Vì học sinh phản đối nên những khu hành lang và lớp học đều không có cam soi xét chàng lúc này cũng lén lút theo sau cả ba tiến vào mang ba tâm trạng khác nhau kẻ nào cũng tự coi mình là kẻ cầm chui còn hai đứa kia chỉ là con gà tổ Lén chót lọt vào trong trường trình theo hiền bước lên cầu thang tiến thẳng lên tầng ba chàng lén lút đi theo phía sau cảnh tượng giống hệt như với châm hơn một tháng trước điện thoại cô ta đã để sẵn chế độ quay video vẻ mặt đầy đắc ý sắp được chứng kiến trò hay đi theo bóng lưng hiên trình cứ luôn cảm thấy có gì đó lạnh lẽo âm u toát ra từ cơ thể của người con gái phía trước trong thoáng chốc một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm trí trình linh tính mách bảo cô ta phải lập tức bỏ chạy ngay trong một thoáng hoang mang trình sợ hãi ngoảnh đầu nhìn về phía sau thấy chàng đang lấp ló đứng ở mép cầu thang Trình mới thấy an tâm hơn không ít. Vì háo thắng, Trình cố dặn lại cảm giác sợ hãi đang dấy lên trong lòng mình. Cô ta tự an ủi rằng mình còn trang phía sau, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Cắn chặt răng, Trinh dậm mạnh chân bước nhanh theo Hiên. Có lẽ thực lòng trong lòng Trinh cũng không đến mức như vậy. Phân nửa là do Lan sử dụng mê thuật tác động lên tâm lý của nó. Cứ như vậy cả ba người nối đuôi nhau lên tầng ba Trước sự ngạc nhiên của Trinh Hiên vậy mà dẫn cô ta thẳng đến căn phòng để đồ Nơi trước đó Trầm đã bị sát hại thê thảm Căn phòng trước đó đã bị khóa lại Không hiểu sao bây giờ lại bị mở tung ra Dừng khẩn lại trước hành lang tầng ba Trinh nhìn chằm chằm Hiên đang đứng ngay cửa phòng Bóng lưng lúc này đang đùn rẩy đầy kỳ lạ Giật nảy mình, Trinh bật rác, lùi lại phía sau. Lúc này đầu óc nó mới tỉnh táo trở lại. Trinh muốn quay người gọi Trang cùng lên. Chầm chết thảm thế nào đến bây giờ Trinh vẫn còn ám ảnh. Một suy nghĩ lúc này mới lóe lên trong đầu của nó. Chẳng lẽ con chầm là do con Hiên giết chết? Mặc dù Trinh thấy suy nghĩ đó thật nực cười, nhưng nhìn biểu hiện của Hiên lúc này khiến nó sợ hãi vô cùng. Bất chợt, Hiên ngửa cổ lên trần nhà cười lớn Giọng cười lanh lành đầy ghê sợ Chuyển thẳng vào trong tai Trinh Mày muốn đi đâu vậy? Tao với mày còn chưa nói chuyện xong mà Không đợi để Trinh phản ứng Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng diễn ra Đầu Hiên từ từ xoay ngược về phía sau Đôi mắt đỏ sọc vân máu Nhìn chằm chằm vào nó Thấy Trinh hốt hoảng Làn trong thân xác Trinh lẻ lưỡi liếm môi cố tạo bộ dạng dọa người nhất có thể. Chẳng phải mày muốn xóa hết toàn bộ những clip cùng hình ảnh bẩn thỉu của mày sao? Người chụp nó không phải là tao. Nhưng mày yên tâm, tao đã tìm thấy rồi. Sẽ tới lấy nó để giao cho mày đàng hoàng. Trốn phía dưới cầu thang, chàng sau khi nghe câu nói đó thì chột dạ, giật mình. Câu nói kia như cố tình nói cho nó nghe vậy. Thế nhưng vì đứng phía dưới nên Trang không hề hay biết dáng vẻ đáng sợ bên trên mà Trinh nhìn thấy. Trang trột dạ như vậy, đơn giản vì người tung những bức ảnh đó, không ai khác chính là cô ta. Trang trước giờ luôn tỏ vẻ ngây ngô, tạo cho người khác một cảm giác rằng bản thân bị nhóm Trinh suối dại nên mới đi theo sau. Thế nhưng thực ra trong ba người, Trang mới thật sự là đứa âm hiểm nhất. Nhớ chiều hôm đó, Trâm nghi ngờ Hiên cặp kẻ với đại gia cũng là do Trang cố tình tiết lộ ra. Biết Trầm háo thắng lại thích tọc mạch, Trang giả như vô tình nói bâng quơ rằng mình nghe thấy hiên hẹn ai đó sau giờ học, khiến Trầm tưởng thật. Từ đó mới dẫn đến việc Trầm theo sát hiên, muốn tìm ra người chống lưng ở phía sau hiên. Trang khôn ngoan hơn Trầm và Trinh, việc cô ta thích nhất là ném đá sau lưng, muốn kích động để kẻ khác đấu đá nhau còn mình thì làm ngư ông đắc lợi vốn là muốn trâm thay mình hại nhục hiên thật không ngờ sau đó trâm lại chết thảm mặc dù không dám chắc chắn nhưng chàng có một cảm giác hiên có liên quan đến cái chết của trâm vốn là kẻ thủ đoạn trang không khai báo với công an việc trâm theo dõi hiên vào chiều hôm bị giết chết thay vào đó cô ta lại chuyển hướng hãm hại trinh sau đó giấu mặt đổ thừa cho hiên Mục đích chính là để Trinh càng thêm căm ghét Hiên hơn. Với tính cách của Trinh, chắc chắn sẽ không để yên cho Hiên. Sau cùng là Trang có thể ung dung nhìn hai người đấu đá lẫn nhau. Cho dù là ai thắng thì Trang đều có thể nắm thóp được. Cũng là qua Trinh xác định xem Hiên có thật sự là kẻ đứng phía sau tạo nên cái chết của Trâm hay không. Chỉ là Trang không ngờ, vốn còn tưởng phải tốn nhiều công sức để đổ oan cho Hiên Vậy mà Hiên lại chủ động nhận lấy gáo nước bẩn này Theo lời Trinh nói thì Hiên làm vậy để tống tiền cô ta Như vậy đối với Trang lại tự nhiên thành chuyện tốt Việc của Trinh giao cho Trang vừa hay cũng chính là việc mà cô ta muốn làm Chỉ cần quay lại được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ Cho dù là ai hại ai Trang đều sẽ có bằng chứng tố cáo người còn lại Càng nghĩ Trang càng cảm thấy kích động trâm đã chết Trinh và Hiên chắc chắn cũng sẽ một tàn một phế mà thôi. Thế nhưng câu nói vừa rồi của Hiên khiến chàng bắt đầu sợ hãi. Nó sợ Hiên hẹn Trinh đến và muốn tố cáo mình với Trinh. Chàng biết nếu chuyện này để Trinh biết được thì kẻ tiếp theo bị Trinh hành hạ chắc chắn sẽ là nó. Nói là bản thân nhưng thực ra trước giờ Trinh vẫn luôn chẳng coi chàng ra gì. Nếu nó biết chàng dám cả gan chơi đều nó chắc chắn chờ đợi Trang sẽ là những ngày khốn khổ. Không được, mình phải ngăn không thể để con Hiên nói ra cái gì được. Hoảng loạn khiến Trang mất đi khả năng phán đoán. Nó vội vội vàng vàng theo bản năng chạy lên cầu thang, muốn ngăn chặn lại điều mà nó không muốn để lộ ra. Một bước thành hai, chạy thật nhanh lên trên tầng. Nó mặc kệ kế hoạch của Trinh, chẳng nhất định phải ngăn cuộc hội thoại này lại bỗng bức chân trang khựng lại đứng ở vị trí này nó đã có thể nhìn thấy những gì xảy ra trên tầng nó nhìn thấy trinh lúc này đang ngồi bệt dưới đất run rẩy đứng bên cạnh là hiên với chiếc đầu quay 180 độ đang nhìn xuống trinh mỉm cười chiều mến vội vịn vào tường hai chân trang đun lên vì sợ hãi đầu óc trang ủ vang cả lên rốt cuộc chuyện này là thế nào hiên là cái thứ gì thế kia khi nó còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên nếu đã đến rồi thì lên đây đi chúng mình cùng nói chuyện không biết từ lúc nào đôi mắt đáng sợ của hiên đã chuyển hướng nhìn chằm chằm vào trang bất chợt cơ thể nó như bị khống chế mặc cho nó dãy rủa điên cuồng hai chân nó vẫn tự động nhấc bức đi lên bậc thang tiến thẳng về phía hai người trên lầu quá kinh hoàng trang muốn hét lên thì những tiếng hét của nó như bị chặn nơi cuống họng, không cách nào có thể phát ra được. Trang lúc này như một con rối bị người ta điều khiển, mặc dù vẫn còn ý thức nhưng lại không cách nào có thể làm chủ cơ thể của mình. Bức chân nặng nề của Trang phát ra từng tiếng cột cột trong không gian im mắng khiến cho bất cứ ai nghe được cũng đều cảm thấy căng thẳng đến thót tim. Khi bức chân nó đặt lên bậc thang cuối cùng. Lúc này Trang đã có thể nhìn thấy toàn cảnh trên tầng 3 Giống với Trang, Trinh bây giờ mặc dù vẫn đủ tỉnh táo Nhưng lại không cách nào có thể bỏ chạy được Cơ thể nó như đang bị ai đó ghi chặt trên đất Đầu bị ấn cúi hẳn xuống nền Chỉ có thể nhìn thấy được mũi giày của Hiên Nghe tiếng động đằng sau Trình đoán là Trang cũng đang bị khống chế lôi lên đây Có thêm Trang nữa Nỗi sợ hãi của Trinh cũng vơi đi một chút khi Trang tiến lại gần Bất chợt khung cảnh của cả ba người liền thay đổi Trong chớp mắt Họ đã có mặt trong căn phòng học 304 đầy máu me Trang thấy mình đang đứng ngay giữa phòng Bên cạnh Trinh lúc này cũng đang ngơ ngác Trên bục giảng là Hiên Thế nhưng khuôn mặt lúc này đã không còn là của cô ấy nữa Một khuôn mặt xa lạ, nhợt nhạt đầy những vết bầm xanh tím Đang dần hiện lên rõ ràng thay thế khuôn mặt xinh đẹp của Hiên. Đôi mắt đỏ sọc của nữ quỷ lúc này đang nhìn Trinh và Trang chằm chằm, đôi môi nó khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Một thân xác trinh nữ và máu thịt của ba kẻ thù. <laughs> Đủ rồi, tao có thể hồi sinh rồi. Lan ngửa cổ lên cười điên cuồng, thì ra ngay từ đầu cô đã tính kế với Hiên. Sau 30 năm, Phòng ấn tại căn phòng 304 này đã bắt đầu trở nên lỏng lẻo. Cùng lúc này thì Hiên cũng xuất hiện. Lan từ lâu đã chú ý đến Hiên, Lan nhìn thấy ở Hiên có bóng dáng của mình ngày trước. Hằng ngày Lan đều theo dõi hướng đôi mắt đầy mang dài nhìn Hiên bị bắt nạt, tức giận vì Hiên yếu đuối không biết bảo vệ bản thân. Thế nhưng Lan chưa từng thấy thương cảm cho Hiên, chưa bao giờ có ý định sẽ giúp đỡ cô. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Lan phát hiện Hiên có mệnh cách rất phù hợp với mình. Bằng sức mạnh của ác quỷ, Lan dần vươn móng vuốt về phía Hiên, thao túng tâm lý của Trinh và đám bạn trở lên ghét Hiên điên cuồng. Làm đủ mọi cách khiến Hiên cảm thấy bất hạnh, tủi nhục và uất hận. Chiều hôm đó cũng là Lan cố tình dẫn Hiên lên tầng 3, dùng toàn bộ sức mạnh mở ra một lỗ hồng nhỏ phong ấn đưa Hiền tiến vào phòng học này. Những hình ảnh Lan cho Hiên thấy về quá khứ của cô đều là thật, nhưng lời hứa giúp đỡ Hiên thoát khỏi thảm cảnh này đều là nói dối. Mục đích cuối cùng của Lan chính là có thể chiếm được thân xác của Hiên. Để thành công làm được điều đó, Lan đã lừa Hiên ký khế ước cùng mình. Đó chính là khế ước bán linh hồn cho ác quỷ. Lan hằng ngày sẽ ở cạnh bên cơ thể Hiên, hút đi dương khí trên người của cô ngoài ra để hoàn thành khế ước Lan cần phải có máu thịt và linh hồn của ba kẻ mà Hiên ghét nhất thỏa mãn linh hồn Hiên qua mặt thiên đạo ép Hiên giao ra thân thể nhưng mà điều Lan không thể ngờ được là Hiên quá thánh thiện lương thiện đến đáng ghét mặc cho Lan gieo vào trong đầu những suy nghĩ ác độc Hiên chưa từng thật sự muốn giết người điều đó khiến kế hoạch của Lan không thuận lợi nhưng một khi đã đồng ý cho ác quỷ mượn thân thể thì chúng sẽ có đủ mọi cách để có thể đạt được mục đích của mình sau khi giết chết trâm làn đã sử dụng thân xác của hiên thực hiện một nghi thức của quỷ để cơ thể hiên cắn nuốt máu thịt của trâm dùng oán khí của trâm trước khi chết tôi luyện cơ thể của hiên khiến cho linh hồn mình thuận lợi hòa vào cơ thể hiên thêm một phần Mỗi ngày Lan đều cố gắng hòa nhập cuộc sống, ở bên cạnh học từng thói quen, từng cách đi đứng của Hiên. Cuộc sống bây giờ quá thú vị, tình cảm gia đình của Hiên khiến Lan càng thêm thèm muốn. Mỗi ngày Lan đều rỉ vào tay Hiên những suy nghĩ tiêu cực, muốn đồng hóa linh hồn của Hiên thành tàn ác, sau đó hấp thụ lấy, liền thành một thể với bản thân mình. Vốn còn đang mất kiên nhẫn vì Hiên quá khó dụ dỗ Thật không ngờ Trinh này đem đến một bất ngờ dành cho Lan. Chỉ vì lời nói dối đe dọa đến an nguy của ông Hòa, Trinh đã thành công khiến Hiên nổi lên sát ý muốn giết chết Trinh. Ngay khi tả niệm đó nổi lên, Lan đã điên cuồng bám lấy nó sau đó cắm sâu, không ngừng làm vấy bẩn linh hồn thuần khiết của Hiên. Bị Lan bám lấy lâu ngày, linh hồn Hiên đã trở nên mỏng manh, lại bị Lan âm thầm đồng hóa khiến nó ít nhiều cũng bị tổn thương chỉ cần hoàn thành khế ước giết thêm hai người mà hiên căm ghét sau đó dùng máu thịt của kẻ đó tôi luyện cơ thể này của hiên lan sẽ thành công cướp lấy thân thể của cô hoàn toàn đáng thương thay cho hiên cô vốn thật lòng thương cho số phận của lan thật lòng muốn chia sẻ cứu vớt lấy linh hồn nữ quỷ khốn khổ thế nhưng đối với hiên nữ quỷ ngay từ đầu đã muốn hại cô khiến cơ thể và linh hồn hiên dần dẫn sâu vào hắc ám. Cái gọi là khế ước, cái gọi là bảo vệ thực ra chỉ là một nghi thức hiến tế, và cô cũng là một tế phẩm trong đó. Hiện lúc này vẫn chưa hề phát hiện ra, chỉ cảm thấy từ khi tiến vào trong căn phòng này, thì linh hồn dần trở nên mệt mỏi. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những hình ảnh máu me, từng suy nghĩ tàn ác như đang cố xâm nhập vào tâm trí cô đứng giữa phòng trinh và trang lúc này đã vô cùng hoảng loạn xung quanh bọn chúng là vô số bóng hình thê thảm đang gào thét đầy đau đớn nổi bật nhất trong số đó chính là một thân hình máu me đôi mắt bị khoét rỗng lúc này đang trườn về phía trang và trinh một giọng nói tức tưởi phát ra chuyển thẳng vào tai hai đứa nó là chúng mày hại tao Tại sao tao chết rồi Mà chúng mày vẫn có thể sống chứ Nói rồi chậm đưa bàn tay nhảy nhụa máu của mình túm chặt lấy cổ chân trang Giọng nó rít lên từng tiếng ai oán Là mày cố tình lợi dụng tao Mày lợi dụng tao đi theo nó Là tại mày Tại mày nên tao mới phải chết như thế này Bị giam cầm ở đây tao đau lắm Mày cũng phải ở lại đây cùng với tao Chàng bị châm túm lấy thì hét lên đầy sợ hãi Bàn tay châm như gọng kìm túm chặt lấy cổ chân nó Kéo mạnh khiến nó ngã uỵch xuống đất Chứng kiến hết tất cả nhưng hiền như mất đi cảm xúc Cô lúc này trong chính cơ thể mình lại như một người thừa Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Lan Chúng nó đáng chết, giết chết chúng Giết chết chúng sẽ khiến cho cô thỏa mãn từng câu từng chữ liên tục lặp đi lặp lại khiến linh hồn hiên như bị cuốn theo những suy nghĩ đó chàng sau khi bị châm kéo mạnh ngã xuống thì lập tức cảm thấy toàn thân như bị hút mạnh xuống dưới sàn châm lúc này như hóa thành dã thú trộm mạnh lên người cô ta châm như dồn toàn bộ đau đớn của mình lên người Mặt từng là đồng bọn của mình mười móng tay sắc nhọn bật ra trên những ngón tay đầm đìa máu điên cuồng cào cấu rạch lên mặt lên người của trang Nằm bẹp trên nền đất Trang không ngừng phát ra từng tiếng cào đau đớn Toàn bộ cơ thể nó đã bị châm cào rách đến rướm máu Đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía Trinh cầu cấu. cứu Trinh, cứu tao với, tao không muốn chết Trinh cũng đã bị dọa đến tái mặt Toàn thân nó không ngừng run rẩy nhìn Trang bị cấu xé Lúc này Trinh chỉ ước có thể đạp lên Trang mà chạy thoát ra ngoài Làm gì có tư tưởng nào là cứu lấy Trang cơ chứ Bỗng rẹt một tiếng Móng tay của Trâm thọc mạnh vào miệng Trang xé mạnh Kéo rách một đường từ khóe miệng Trang đến tận mang tay Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó trình gào lên khiếp sợ Trong bộ dạng nó run rẩy như con chó nhỏ Khác hẳn với điệu bộ canh kiểu hống hách hàng ngày Trang lúc này đã đau đến chết đi sống lại Cơ thể nó co giật Máu từ khóe miệng bị xé rách tứa ra thấm đẫm trên sàn phòng học Trâm xé nát miệng Trang ra để báo thù cho việc Trang suối bậy Khiến Trâm tin theo mà đâm đầu vào chỗ chết Xẹt Lại một tiếng gai người nữa vang lên Khóe miệng còn lại của Trang cũng bị xé nốt Bàn tay lạnh lẽo của Trâm thọc mạnh vào trong miệng của Trang Kéo mạnh lưỡi của nó ra ngoài Xẹt Lại thêm một tiếng nữa Lưỡi của Trang liền bị châm cắt đứt Rồi lăn lóc xuống nền nhà phía dưới Sau đó Trâm lại như phát điên túng chặt lấy tóc Trang Lôi đi vòng quanh nhà Mặc dù đôi mắt đã bị khoét rỗng Nhưng dường như nó vẫn có thể di chuyển thuận lợi xung quanh lớp học Đứng trên bục giảng nhìn xuống Lan cười lên điên cuồng Trong đầu hiên Tiếng nói của Lan càng lúc Càng lặp đi lặp lại nhanh hơn Thỏa mãn không Là bọn chúng đáng chết Đáng chết lắm từng luồng suy nghĩ tà ác không ngừng ùa vào trong đầu hiên như thác lũ muốn khiến tâm trí cô điên loạn hiên cảm thấy từ sâu trong đáy lòng mình một cảm giác thỏa mãn đang không ngừng dâng lên thế nhưng trong sâu thẳm tâm trí hiên vẫn giữ được một chút ý chí cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo lúc này trang đã bị châm đẩy đọa đến không còn hình dạng đồng tử trong đôi mắt trang đã giãn ra mất đi tiêu cự khuôn mặt đầy máu vẫn còn rúng lại đầy vẻ đau đớn trâm lúc này cũng dừng lại từ miệng nó không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích thỏa mãn nếu chỉ mình nó bị lan giết chết thì không công bằng nó muốn cả trang và trinh đều phải chết giống nó không phải thật thảm hơn nó mới được dù chỉ còn lại một tàn phách nhưng sự ích kỷ xấu xa của trâm vẫn được giữ lại trọn vẹn đây cũng chính là điều mà lan muốn nhìn thấy nhất Cảm nhận thấy Trang chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt Lan lúc này mới từ trên bục nhìn xuống Bước quá trình lúc này đang ôm lấy đầu run đẩy Cô ta bước thẳng về phía Trang Khi Lan đến gần Tàn phách của châm bất giác trở nên run rẩy Cúm núm lùi nhanh lại một góc Nhìn chằm chằm vào Trang Lan trong cơ thể hiên há mạnh miệng ra Linh hồn Trang ở trong thân thể Lập tức bị hút mạnh vào Bỗng hiền cảm thấy linh hồn mình chấn động Một áp lực bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô Trong thoáng chốc Hiên cảm thấy như thân thể của cô bắt đầu biến đổi Một cảm giác tà ác lập tức xâm chiếm lấy thân thể của mình Trái ngược với hiền Làn trong thân thể cô lại biểu lộ vô cùng thỏa mãn Hút lấy linh hồn của Trang Cộng thêm được oán khí của âm xào trợ giúp Khiến cô ta cảm thấy như bản thân lại mạnh hơn mấy phần không những vậy, Lan còn có thể cảm nhận được linh hồn của Hiên trong cơ thể đang chấn động. Hai mạng đã điểm, Lan sắp thành công rồi. Nghĩ đến đây Lan quay phát lại nhìn chằm chằm vào Trinh. Trinh chính là người mà Hiên căm thù nhất. Giết chết Trinh chắc chắn sẽ khiến Hiên bị kích động, vừa hay hoàn thành hiến tế. Lan tiếp đó sẽ càng thêm dễ dàng đoạt lấy thân xác của Hiên. Còn về linh hồn Hiên, cô sẽ bị Lan khống chế lấy tồn tại hay tan biến đều phụ thuộc vào ý niệm của nữ quỷ. Trình lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt tàn ác nhìn mình, vội hét lên điên loạn. Đừng tới đây, mày muốn gì tao đều có thể cho mày. Mày muốn bao nhiêu tiền, bố mẹ tao đều có thể đáp ứng. Trình lúc này đã sợ đến điếng người, nhưng nó vẫn nghĩ trong đầu tiền có thể giải quyết tất cả. Đúng là đầu óc trống tuếch, đã là ma quỷ thì cần quái gì tiền của nó nữa. Tiến lại gần Trinh là ném chiếc điện thoại của Trang xuống trước mặt nó. Một giọng nói vừa âm u vừa ma mị vang lên. Toàn bộ ảnh và clip của mày đều nằm ở đây. Mày xem đi, lấy lại ảnh cho mày, lại giết chết kẻ phản bội. Mày có hài lòng không? Trinh lúc này chỉ sợ làm nữ quỷ trước mặt vật lòng. Thân thể vừa run tẩy lại vừa khúm núm. Tận mắt chứng kiến Trang chết thảm như vậy, Trình có ngủ đến mấy cũng phải biết sợ chết vội gật đầu trinh lắp bắp hài, hài lòng tôi, tôi tôi có thể chuẩn bị tiền cho cô S xin cô thả cho tôi ra ngoài trinh lúc này nào còn quan tâm đến mấy thứ đó nữa theo bản năng liền gật bừa đi nghe thấy câu trả lời của trinh lan ngửa cổ lên cười điên cuồng vậy đến lúc mày phải trả công cho tao rồi tao nói muốn máu thịt và linh hồn mày làm cái giá nói đổi nhanh như cắt bàn tay sắc nhọn kia cắm thẳng về phía trinh một nhát xuyên qua bụng của nó lan điều khiển thân thể của hiên trực tiếp đi đến muốn giết chết trinh trinh kinh hoàng đôi mắt nó trợn to lên nhìn về phía bụng mình lúc này đã bị bàn tay của hiên xuyên thủng qua Đột mạng tay ra một dòng máu nóng ấm lập tức phun ra bắn thẳng lên người lên mặt của hiên ngon ngon quá đi ngửa cổ lên thỏa mãn hiên lúc này như bị lan thao túng cũng đang lim sim tận hưởng khoái cảm cô không còn cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng máu me như vậy nữa tất cả những kẻ bắt nạt cô đều đáng chết vập một tiếng nữa bàn tay hiên lại đâm thật mạnh lên lồng ngực của trinh sau đó xoáy mạnh à, đau quá đau Bố mẹ tao sẽ không tha cho mày đâu Trình thống khổ Gạo lên đau đớn Một cảm giác đau thấu nơi phía ngược Nó có thể cảm nhận được Nó sẽ chết Nó không cam lòng nhìn chằm chằm vào Hiên Mãi cho đến lúc chết Nó vẫn không hiểu nổi Cái đứa mà nó luôn bắt nạt tuốt cuộc là cái quái gì Trình không hề hay biết rằng Hiên bây giờ cũng đang nửa sống chết Chỉ nghĩ rằng ngay từ đầu Hiên đã là quỷ mà thôi Trình căm ghét Hiên đến tận xương tủy Cho dù Hiên có là quỷ thì nó cũng căm ghét Nó không phục khi một con quỷ cũng có thể hơn thua được với nó Giết chết nó Sẽ không còn ai bắt nạt được cô nữa Móc tìm nó ra Cô có thỏa mãn không Lại một lần nữa Lan hỏi Hiên có thỏa mãn không Dường như đó chính là mấu chốt rất quan trọng Hiên trong mềm man lúc này đã không còn thần trí Vô thức gật đầu giọng thều thào Tôi muốn giết chết nó Muốn nó chết trong đầu đớn Được Thành giao Nói đổi Lan cười lên đầy phấn khích Bàn tay đang thọc trong lồng ngực của Trinh cũng siết mạnh Trái tim trình bị cô ta bóp lấy Giật thật mạnh ra ngoài Lúc này bầu trời phía trên trường học Bắt đầu có biến động Mây đèn cuộn cuộn kéo đến Che kín cả bầu trời Lan được cào trái tim nhốm máu trên tay Cất giọng âm u đầy quái tình lấy trái tim máu thịt để làm tế phẩm linh hồn làm vật dẫn bà mạng đã lấy đồ đoạt thân xác làm công mây đen kéo đến càng thêm dày đặc lão bảo vệ đang xem đá banh trên điện thoại cũng lập tức bị ngắt kết nối trong không khí bây giờ thoang thoảng mùi thối của tử khí kèm mùi tanh nồng của máu giật mình lão bảo vệ già bước ra ngoài ngước mắt lên nhìn bầu trời trong lòng không khỏi đột nhiên nghĩ đến căn phòng đáng sợ Mới xảy ra án mạng trên lầu ba Đôi mắt lão vô thức liếc về phía đó Sao thế nhỉ? Già gà ra vịt nổi hết cả lên rồi Rùng mình, lão bảo vệ già vội quay lại phòng đóng sập cửa lại Trong căn phòng 304 lúc này đang cuộn trào đầy quỷ khí Hiện đứng giữa căn phòng đầu tóc rối bù Đôi mắt đỏ rực lên đầy điên cuồng phía dưới sàn nhà là xác của Trinh và Trang. Trên khuôn mặt của bọn họ cho đến lúc chết vẫn mang đầy vẻ kinh hoàng. Từ trên cơ thể hai người, từng luồng xương đỏ bốc lên quấn quanh cơ thể của Hiên. Trong căn phòng lúc này vang lên vô số tiếng gào thét chói tai, hòa cùng tiếng cười đầy thỏa mãn của nữ quỷ. Hiên lúc này trong thân thể đã hoàn toàn bị bài xích, cô cảm thấy đau đớn như linh hồn đang bị xé rách ra cho đến tận bây giờ cô mới hiểu ra Thì ra thứ Lan hứa với cô vốn là một cuộc mua bán Nữ quỷ giúp cô giết chết những kẻ bắt nạt cô Đổi lại cô phải bán linh hồn, trao cơ thể cho cô ta Bây giờ khế ước đã hoàn thành Cộng thêm cô bị Lan âm thầm hút đi sinh khí Đã trở nên yếu đuối không còn chút sức chống cự Chỉ cần Lan muốn Hiên lập tức sẽ bị cô ta làm cho hồn phi phách tán Cười gần Lan từ từ đưa sát ý về hướng của Hiên <laughs> Thay vì để bọn khốn đó đầy đọa Chỉ bằng cô nhường cơ thể cho tôi Cô yên tâm Tôi sẽ thay cô báo hiếu bố mẹ thật tốt Vĩnh biệt nhé Đoạn Một tia sét rạch ngang bầu trời Mưa từ trên cao chút xuống Tiếng cười của Lan hòa cùng tiếng mưa rơi Từ bây giờ Lan có thể sống cuộc đời mới rồi bà hiền lúc này đang hùng hục quét dọn bỗng bà cảm thấy trái tim bà như vừa nhói lên không hiểu vì sao bà lại nghĩ đến hiên linh cảm của một người mẹ khiến bà bồn chồn không yên tháo găng tay bà rút điện thoại gọi cho hiên lúc này bà thật sự muốn nghe được giọng nói của con gái gọi đến lần thứ ba tiếng nhấc máy chợt vang lên bên đầu xây bên kia mẹ gọi con ạ à? Giọng hiên vọng vào trong điện thoại khiến bà hiền thở vào. Thấy con gái không sao bà mới yên tâm dặn dò. Mẹ gọi điện xem con đang làm gì thôi. Ở nhà nhớ nấu nướng ăn uống đầy đủ nha. Đợt này mẹ thấy con hơi gầy đó. Con biết rồi à, hôm nay con nấu trứng xào cà chua. Ngon lắm đó mẹ. Nghe Hiền vô tư trả lời, nụ cười của bà Hiền cứng lại. Dặn dò thêm vài câu nữa, bà Hiền cúc máy, đôi mắt bà mang theo vẻ mông lung cùng lúc này trong phòng làm việc ông luân nhìn lên bầu trời đăm đăm trên tay ông ta vân vê một thanh kiếm cổ bằng gỗ trên chuôi kiếm còn được khắc hoa văn đỏ thẫm đôi mắt ông ta lúc này không còn vẻ hiền lành đôn hậu nữa đôi mắt sắc lạnh đó đang quắc lại đầy tàn ác có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc rồi năm đó tìm cao nhân chỉ là che mắt thiên hạ thực ra người phong ấn lan lại chính là ông ta ngoài một vài người trong ban giám hiệu khi đó thì không ai biết chuyện này kẻ đứng lên nhận tiếng thay cho ông luân chính là đồng môn của ông ta nếu không phải lão ta chết sớm lan đã xẻ thịt lão mang đến tặng cho ông luân rồi ông luân được đưa lên làm hiệu trưởng cũng là để kìm hãm lấy lan hơn nữa trong đêm hôm đó cũng chính ông luân là kẻ đã cưỡng hiếp cô là đầu sỏ đẩy lan vào chỗ chết Nhớ lại khi đó ông Luân thật sự rất thích Lan Nhưng ông ta lại không đứng ra bảo vệ cô Vì đối với ông ta Tiền tài danh vọng mới là quan trọng nhất Trước bục giảng Ông ta luôn tỏ ra mình là một thầy giáo trẻ Nhiệt huyết Luôn công bằng bảo vệ học sinh Thường thầy cho Lan vẫn luôn tin tưởng Hy vọng ở vị thầy giáo trẻ Mặt người dạ thú này Lần cuối cùng Lan cầu cứu ông ta Cả người cô quần áo rách tả tơi trên người toàn là những vết sức rướm máu. Ông Luân lúc này vừa đi nhậu cùng mấy thầy cô về, bị quên đồ nên trở lại trường, vô tình gặp Lan đang thất thểu trên sân trường. Ấy thế nhưng ánh mắt mà ông Luân nhìn Lan lại không phải là sự thương hại, xót thương như trước đó ông ta vẫn diễn. Đôi mắt ông Luân như con sói nhìn chằm chằm vào những chỗ da thịt trắng ngần, đang lộ lộ ra mà nuốt nước bọt. Trong men say, Giả dạ tính của ông Luân nổi lên. Ông ta kéo cô lại phía sau trường, hám hiếp cô trên nền đất đen ẩm mốc. Khi Lan chạy vào lớp treo cổ tự tử, cũng chính ông ta đứng bên ngoài khoanh tay nhìn vào. Là ông ta ép cô chết, nếu không sẽ không để bà ngoại cùng cô sống yên. Lan và Hiên dù cách nhau hơn 30 năm, nhưng số phận rất giống nhau. Nhìn thấy Hiên yếu ớt, mặc dù ớt hận nhưng không thể làm gì khiến Lan nhớ đến chính cô hơn 30 năm trước. Cô ghét Hiên, ghét bản thân mình khi còn sống năm đó. Lan quyết tâm đoạt xá Hiên, cô sẽ thay Hiên sống tiếp. Lần tái sinh này sẽ không ai có thể đe dọa được Lan, không ai có thể động đến gia đình của cô được nữa. Trong đêm khuya hôm đó, Lan trong thân xác mới đang đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà lớn của ông Luân. Chỉ một cái phất tay, cánh cổng vốn được đóng kín từ từ mở ra, Lan lùng dùng tiến vào ngôi nhà của kẻ thù lớn nhất. Cô đã không còn là cô học sinh yếu đuối của 30 năm về trước nữa. Tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn, Lan đẩy cửa bước vào bên trong. Ông Luân lúc này dường như đã đoán trước Lan sẽ đến, nhìn thấy cô bước vào thì cười gằn. Quả nhiên cô đã chiếm được thân xác của Hiên rồi, là tôi tính sai. Tôi sơ suất nên mới để cô gây ra thêm tội ác như vậy ông ta đang mặc một bộ đạo bào màu đen, trên tay cầm thanh kiếm cổ đang dựa người vào tường nhìn Lan. dáng vẻ ục ịch cùng khuôn mặt già nua khiến ông ta không còn phong độ được như 30 năm trước. Thế nhưng pháp lực thì đã cao hơn mấy bậc. Nghe ông Luân vẫn cố diễn vẻ chính nghĩa, Lan nhếch miệng lên cười khinh bỉ. Cô biết là ông ta cố tình thả cô ra. Ông ta cũng chính là kẻ tạo điều kiện cho Lan đoạt xác của Hiên nếu có thể thu phục được Lan trong trạng thái này, ông ta liền có mật nhân quỷ trong tay. Hiền lại xinh đẹp như thế, vừa hai ông ta cũng không ngại nối lại tình xưa. <laughs> ông vẫn diễn giỏi giả tạo như xưa. Sự từng ngu nên mới bị ông hại chết. Bây giờ trở lại, nợ mới nợ cũ tính đủ trong đêm nay đi. Lan cười khẩy, cô có thể cảm nhận được ông ta đã mạnh hơn, nhưng cô cũng không phải là lệ quỷ mới chết của ba mươi năm trước. Lan bây giờ đã đạt đến cấp quỷ thủ, còn thêm thân xác của Hiên đã được tế máu kẻ thù, oán khí ngập trời càng khiến cô trở nên đáng sợ. Chẳng cần nhiều lời thêm, Lan dương vuốt sắc lao nhanh về phía ông Luân. Đôi mắt Lan chuyển qua một màu đỏ máu, tà khí toát ra bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ông Luân cũng dương kiếm lao đến vốn là một tà thuật sư, quanh người ông ta cũng quấn quanh một luồng khói tím yêu dị. Kiếm cổ cùng chảo của Lan chạm nhau, một tia lửa tóe lên bắn mạnh ra khắp xung quanh. Cả hai cũng theo đó bị đẩy ngược ra sau. Thét lên một tiếng điên cuồng, Lan lại nhắm thẳng vào ông Luân lao đến. Móng vuốt nhọn hướng thẳng về phía mặt ông ta cắm mạnh. Âm dương khởi sinh, ta thần hiện linh bất chợt ngay chính giữa căn phòng một trận pháp nổi lên dưới tiếng hồ lớn của ông ta hai sợi xích sắt phóng đến quấn chặt lên cơ thể của lan ông luân thấy cô sập bẫy thì cười lên đầy hài lòng đôi mắt hào háo nhìn về phía lan <laughs> sau ba mươi năm cuối cùng em vẫn chỉ là cô học trò nhỏ ngây thơ dưới mí mắt của tôi thôi chỉ cần bằng lòng theo tôi tôi sẽ để em đường đường chính chính xuất hiện dưới thân xác này cộng với sự nâng đỡ của tôi chắc chắn tương lai em sẽ trở nên huy hoàng lão hiệu trưởng đang muốn dụ dỗ lan theo ông ta dù sao bây giờ cô cũng đã hoàn toàn lột xác khóa quỷ lại chiếm được thân xác hoàn hảo của hiên còn lan trong tay ông ta sẽ có thể hoành hành ngang dọc muốn hãm hại ai cũng dễ như trở bàn tay đời nghĩ cũng thật nực cười một hiệu trưởng trường danh tiếng lại có thể là một tà thuật xưa dưới bộ mặt hiền từ nghiêm nghị lại là một kẻ tàn ác là một kẻ mặt người dạ thú thật thật giả giả mà quỷ hay là con người đều giả dối chẳng đáng tin như nhau xã hội bên ngoài vẫn còn rất nhiều những mặt tối mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được lan lúc này bị trói chặt giữa trận pháp điên cuồng gào thét không chịu khuất phục oán khí bốc lên bám trên sợi xích sắt muốn ăn mòn nó thấy lan cứng đầu Ông Luân sắc mặt lập tức liền lạnh đi, vất mạnh một cây cờ đen trong tay, ông ta sẽ đánh cho đến khi Lan chịu đầu hàng thì thôi. Bóng từ trong miệng Lan xuất hiện một tầng khói xám, ông Luân lập tức nhìn ra, đó là những linh hồn đã bị Lan nuốt lấy trong hơn 30 năm qua. Căn phòng nhỏ lập tức nổi lên từng đợt cuồng phong, vô số tiếng gào khóc vang vọng khắp căn phòng, hơn chục bóng xám bị Lan điều khiển bắt đầu như con thiêu thân lao thẳng vào mắt trận pháp tiếng cào thét càng trở nên thê lương hơn nhìn cảnh tượng này ông luân vô cùng bất ngờ vốn ông ta nghĩ lan điên cuồng như vậy sớm đã nghiền nát linh hồn những kẻ này từ lâu thật không ngờ bọn chúng lại có thể trở thành con át chủ bài của lan dưới sự tấn công như tự sát của đám oan hồn trận pháp dưới chân lan dần nứt sau đó vỡ nát ra Lá cờ trên tay ông Luân lập tức bị xé rách Toàn thân ông ta chấn động bị bức lùi ra sau Miệng hộc máu <laughs> Thằng già Mày nghĩ tao vẫn là lan của năm đó hay sao Tao nhất định sẽ biến mày trở thành tàn hồn thê thảm nhất Nắm trong lòng bàn tay tao Nói rồi Lan lại điên cuồng lao đến nhắm thẳng vào ông Luân. Đôi mắt cô rực lên đầy căm hận, cùng quyết tâm nhất định phải giết chết được ông ta. Khi cánh tay chỉ còn cách ngực lão hiệu trưởng ba phân Thì chợt một tấm bùa màu đen kịt phóng thẳng về phía Lan Cùng lúc đó ông ta xoay người Thanh kiếm cổ trong tay đâm mạnh vào bên mạng sườn của Lan Hắc đạo thiên phù Thu Đôi mắt Lan lập tức co rút lại Vậy mà lại là hắc phù Một lực rất mạnh hướng thẳng về phía Lan Hút tới Khiến nữ quỷ không kịp trở tay Kêu lên một tiếng không cam lòng Linh hồn Lan bị cuốn chặt lấy Lôi tuột vào bên trong <laughs> Để chuẩn bị cho ngày này Ta đã cất giữ nó hơn 20 năm Quả nhiên Quả nhiên hắc phủ xanh bất hư truyền mà Hắc phủ vô cùng quý hiếm Kể cả lăn lộn trong giới âm dương cả đời Cũng chưa chắc đã được tìm thấy Nghe nói cách luyện nó vô cùng tàn độc Nhưng cụ thể thế nào thì không một ai hay biết để có được nó ông Luân đã đánh đổi rất nhiều tiền bạc Nhưng để bắt được Lan dù mất bao nhiêu cũng là xứng đáng Sau khi linh hồn Lan bị nhốt trong tấm phủ Cơ thể hiên cứ vậy đổ sụp xuống được Lão Luân đỡ lấy Đôi mắt ông ta hao háo nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô Khuôn mặt béo ị đầy đê tiện nhếch lên một nụ cười tham lam Lan đã bị nhốt trong hắc phủ Bây giờ Hiên chỉ là một cái xác không hồn giống như một người thực vật vậy Liếm môi Lão ngay lập tức muốn thưởng thức cơ thể thiếu nữ nõn nà này Đã bắt được Lan rồi Việc thu phục cô cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi Nỗi lo đã được giải quyết Thì cũng đến lúc cần phải giải tỏa căng thẳng một chút Ôm lấy Hiền vào lòng Lão Luân định bế bổng cô lên bàn để hành xử Thì chợt phần ngực nhói lên một cái Chọn váng ông ta kinh hoàng cúi xuống nhìn thấy Hiên đã mở mắt một con dao nhỏ được cô nắm chặt đâm ngập vào bên ngực trái của lão ta không không thể nào lão không thể tin được những gì đang diễn ra rõ ràng lan đã bị hắc phủ nhốt lại tại sao tại sao chứ vập vâng. rút mạnh dao ra hiền cắn răng đâm mạnh thêm một nhát nữa vào bụng ông ta ném mạnh hiên xuống lão luân ôm chặt lấy vết thương kinh hãi lảo đảo lùi lại được ba bước rồi ngã xuống Bị đâm hai nhát Ông ta mất đi khả năng thi pháp Tấm hắc phủ trong tay liền lập tức bốc cháy Một luồng khí đen thoát ra Làn với dáng vẻ ghê rợn trước lúc chết xuất hiện Nhìn chằm chằm vào ông ta Hiền lúc này cũng từ từ ngồi dậy Đôi mắt cô sợ hãi nhưng đầy kiên định Làn bay xả xuống đứng chắn ngay trước mặt Hiền Như muốn bảo vệ cô em gái nhỏ Tiến lại gần kẻ cặn bã năm đó Làn giết lên đầy hạ hê sao ngạc nhiên lắm đúng không chắc hẳn mày nghĩ tao đã cắn nuốt linh hồn của hiên chiếm trọn vẹn lấy thân thể của con bé rồi hả <laughs> thật may tao đã không làm như vậy nếu không thì thật sự đã bại dưới tay mày rồi trở về mấy tiếng trước khi lan chuẩn bị hấp thụ linh hồn của hiên thì chợt bà hiền gọi tới đắn đo một hồi lan mới dám nhấc máy trả lời mặc dù chưa từng gặp bà nhưng Lan luôn ngưỡng mộ gia đình của Hiên. Cô ước có thể thay thế Hiên, được chiếm trọn tình yêu thương đó cho riêng mình. Sau khi trả lời bà Hiền xong, trong lòng Lan cảm thấy vừa xúc động lại vừa đắn đo. Bỗng điện thoại của cô rung nhẹ là tin nhắn của bà Hiền. Mở tin nhắn ra đọc, hai mắt Lan nhòe đi. Cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Đúng vậy, một nữ quỷ tàn ác lúc này đang khóc. Có lẽ cô sai rồi. Lan, mẹ biết người vừa nói chuyện với mẹ là con. Trong khoảng thời gian con sống cùng con bé, Hiền đã nhắn tin tâm sự với mẹ rất nhiều về con. Con bé nói con là một cô gái đáng thương. Mặc dù chưa từng gặp con nhưng qua lời kể của nó, mẹ có thể tưởng tượng ra con là một cô gái rất tốt. Hiền muốn mẹ nhận con là con gái, muốn được thờ cúng, coi con như một thành viên trong gia đình lan mẹ hy vọng con có thể bảo vệ em gái con thật tốt bà hiền và hiên trước giờ vẫn luôn giữ thói quen nhắn tin tâm sự cùng nhau sau khi gặp được lan vì thương lan nên hiền đã quyết định tâm sự với mẹ hy vọng được mẹ cho lời khuyên lúc đầu bà hiền không tin lo lắng con gái có vấn đề về tâm lý nhưng ngày nào hiên cũng nhắn tin trong tin nhắn lúc nào cũng khen lan rất tốt thậm chí cô còn gửi cho bà xem một bức ảnh trong bức ảnh có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đang ngồi xem tivi, bóng hình mờ ảo như một làn sương mỏng. Lo cho con bà Hiền quyết định thu xếp công việc về nước sớm nhất có thể. Chỉ là không ngờ, mặc dù Lan nói chuyện rất giống Hiền, nhưng bằng giác cảm của một người mẹ. Bà biết đó không phải là con gái bà. Hơn nữa món Hiền ghét nhất chính là trứng xào cà chua. Lúc đó trong tâm bà Hiền vô cùng hoảng loạn bà vội tắt máy để lấy lại bình tĩnh nhớ đến những dòng tâm sự của hiền bà đun tẩy nhắn tin gửi vào máy cô bà hiền hy vọng lan thực sự là một nữ quỷ tốt đúng như lời con gái kể lướt dần lên trên lan cảm thấy đau nhói tâm can từng dòng hiền tâm sự cùng mẹ đập vào mắt cô câu nào cũng nói lan là một nữ quỷ tốt câu nào cũng thương cho số phận của cô vậy mà lan lại muốn hại chết hiền muốn để một người thật lòng thương cô phải biến mất vĩnh viễn đến bây giờ cô cũng hiểu một điều cho dù cô có chiếm lấy thân xác của hiên thì cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế cô ấy trong lòng ông bà hiền hòa được vì hiên mới thật sự là con gái của họ quẹt nước mắt đôi mắt lan đượm buồn nhỏ giọng thì thầm chị xin lỗi nhưng chị vẫn chưa thể trả lại thân xác cho em chị mong em có thể giúp chị nốt lần này quay trở lại hiện tại lan cười gằn dương vuốt lao bụt đến lão luân đang thoi thóp thở sau đó nhập thẳng vào cơ thể lão co giật vài cái lão luân từ từ đứng lên bước ra khỏi phòng trước khi đi lão quay lại nhìn hiên bên trong là giọng nói của lan ra ngoài đi em gái để chị xóa hiện trường lấy tà khí rửa nhà đảm bảo tẩy còn sạch sẽ hơn cả sân lai. Sáng hôm sau, xác ông Luân được tìm thấy cùng xác của Trinh và Trang ngay tại căn phòng 304. Cảnh tượng trong căn phòng vô cùng ghê rợn, máu đỏ bắn ra nhuộm kín cả căn phòng. Thảm án này đã khiến cả nước phải xôn xao. Câu chuyện của 30 năm trước cũng được đào lại. Nỗi sợ kinh hoàng lập tức bao trùm lên toàn bộ những người nơi đây. Ấy thế mà thủ phạm chính lúc này lại đang ung dung nằm dài trên giường xem phim tình cảm, thỉnh thoảng lại suýt xoa. Ấy, chồng chị, anh này cũng là chồng chị, anh này nữa, chồng chị tất. Hiền ngược lại đang thẫn thờ trên giường, đôi tay lúc này vẫn còn đang run nhẹ. Nhìn thấy Hiền như vậy làn vô cùng ái náy, cô nói nhỏ. Mọi chuyện đều đã qua rồi, là chỉ có lỗi với em, hy vọng em có thể bước ra ngoài bóng tối để đón chào một cuộc sống mới bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch tiếp đó là tiếng bà hiền cùng ông hòa vang lên hiền ơi bố mẹ về rồi đây giật mình hiền vội chạy ảo ra ngoài làn nghe vậy cũng lướt theo sau trong đôi mắt cô có một chút mong chờ lại có nhiều hơn là tiếc nuối thấy bố mẹ hiền òa khóc lao vào lòng ông bà vì lo lắng cho Hiên, bà Hiền đã vứt lại toàn bộ công việc, đặt gấp vé về ngay trong đêm. Ông Hòa cũng lái xe cả đêm chạy ra sân bay đón vợ về. Họ sốt ruột như vậy vì cô con gái nhỏ của họ. Vốn nghĩ phải kiếm được thật nhiều tiền để con gái có điều kiện sống tốt nhất mới là thương con. Nhưng bây giờ ông bà đã nhận ra mình quá vô trách nhiệm. Họ sai rồi. Điều hiên cần nhất chính là được bố mẹ kể bên. Bỗng hiền chỉ sang bên cạnh giới thiệu Bố, mẹ Đây là chị Lan Là một hồn ma siêu tốt bụng Đã ở bên con trong suốt thời gian qua Hiền quyết định sẽ không để cho bố mẹ biết những gì cô đã phải trải qua. Nhờ con Lan, những chuyện đáng sợ đó chỉ là quá khứ. Một quá khứ cần lãng quên đi để chào đón một tương lai tươi sáng hơn. Ông Hòa nghe con gái nói thì ngơ ngác, nhưng bà Hiền đôi mắt đã ứa lệ long lanh nhìn sang bên cạnh mặc dù không nhìn thấy lan nhưng bà có thể cảm nhận được vị trí của cô đưa tay lên khoảng không vừa vặn vuốt lên má lan bà thì thầm con từ bây giờ cũng là con gái của bố mẹ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc một câu chuyện toàn thấy rất là hay rất là sáng tạo và cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc phải không ạ cảm ơn quý vị chúc quý vị ngủ ngon cảm ơn tác giả khúc ca bóng rất nhiều mong rằng khúc ca bóng sẽ có thật là nhiều tập truyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé và chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc